Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 205. Đại ma thiên vực, niệm thông, đạo minh, hóa tự tại. Lục giới, phá giới cảnh. Đạo hội, khuy huyền, chi huyền, mệnh huyền. Nguyên vũ trụ, trụ tâm cảnh cấp 1 đến 6. Cổ vũ trụ, bán bộ thánh tâm cảnh chân thánh, bất hủ cảnh, vĩnh hằng bất hủ cảnh, chí tôn cảnh. Vũ trụ quan huyền, vô lượng cảnh. Lượng biến cảnh, chất biến cảnh, bán bộ quan cảnh, ngoại quan cảnh, nội quan cảnh, tuế nguyệt cảnh. Thoát khỏi tuế nguyệt tiên, kiểm soát tuế nguyệt cảnh, luân hồi hành giả, chi huyền. Lúc nhìn thấy những cảnh giới này, Diệp Huyên lập tức sững sờ. Nhiều tới vậy ư? Ở một bên, ông lão Lôi Thôi trầm giọng nói, cảnh giới nhiều mà lại lộn xộn. Thật ra, rất nhiều cảnh giới đều là sự lặp lại thừa thãi. Không cần chia ra làm gì. Nhưng bởi vì các chủ tần quan đã chỉnh sửa và tổng kết lại, bởi vậy, chúng ta không cần làm tiếp nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, những cảnh giới này là do ai đưa ra? Ông lão Lôi Thôi nói nghiêm túc thì hẳn là bút đại đạo. Diệp Huyên không khỏi bật ra một câu, cái bút đó bị hâm mà. Nó đưa ra nhiều cảnh giới như vậy, có phải là đầu óc có vấn đề không? Bút đại đạo. Ông lão Lôi Thôi do dự một lát mới nói, thiếu chủ, bút đại đạo vận hành quỹ tích đại đạo, thoát khỏi hết thảy, cẩn thận lời nói. Diệp Huyên lắc đầu, gấp sách lại rồi nói, cái bút này đúng là không làm theo lẽ thường. Ông lão Lôi Thôi mỉm cười, thật ra như bây giờ cũng tốt, các chủ tần quan đã gửi phiên bản sách mà nàng ấy đã chỉnh sửa đến khắp các thế giới, số cảnh giới hiện giờ đã bị nàng ấy bỏ đi gần 7 phần, ta thấy như vậy khá là tốt. Nói tới đây, ông ta lắc đầu cười, không thể không nói, tần quan cô nương quả thật chính là một kỳ nhân. Tài hoa của nàng ấy, thật sự khiến ta vô cùng bội phục. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó đi tới một giá sách, hắn cầm một cuốn sách cổ lên nhìn, một lát sau, sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng, sau đó hắn lại đi tới một giá sách khác. Cứ như vậy, Diệp Huyên đã xem qua mười mấy giá sách. Động tâm. Đây chính là tâm trạng của Diệp Huyên ngay lúc này, bởi vì những giá sách ở đây chứa rất nhiều tri thức, khiến hắn kinh ngạc tột độ. Đặc biệt là một số phương pháp tu luyện, tỉ mỉ đến mức khiến hắn tê cả da đầu. Diệp Huyên quay người nhìn ông lão Lôi Thôi, đây đều là những thứ do mười mấy người các ông soạn ra sao? Ông lão Lôi Thôi gật đầu, đúng vậy. Nói rồi, ông ta hơi ngập ngừng, lát sau lại bảo, thiếu chủ có chỗ nào viết chưa ổn sao? Nếu không ổn thì mong được thiếu chủ chỉ điểm thêm đôi điều. Chỉ điểm ư, Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, quả thật có khá nhiều chỗ thiếu sót. Ông lão Lôi Thôi vội hỏi, thiếu sót ở đâu vậy? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận sau. Ông lão Lôi Thôi. Diệp Huyên đột nhiên nói, nên gọi tiền bối là gì nhỉ? Ông lão Lôi Thôi vội vàng đáp, thiếu chủ, ta không dám nhận hai chữ tiền bối này. Cậu cứ gọi ta là Chi Hiền được rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, Hiền lão, một năm phụ thân ta đưa ông hơn 100 trụ mạch thật sao? Hiền lão gật đầu, đúng vậy, nhưng lần nào kiếm chủ cũng đều cho thêm. Hơn nữa, một vài tài liệu học thuật của chúng ta đều do kiếm chủ nghĩ cách làm ra, không những vậy, kiếm chủ còn cho chúng ta cả đan dược, nâng cao tuổi thọ của chúng ta, ban đầu kiếm chủ cũng cho chúng ta tu luyện, còn cung cấp cả tài nguyên tu luyện. Tiếc là mấy người chúng ta đều không thích tu luyện mà chỉ thích nghiên cứu học thuật. Diệp Huyên cười cười, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Hiền lão. Hiền lão nhìn thoáng qua, bên trong chiếc nhẫn có đến 4.000 trụ mạch. Thấy nhiều trụ mạch như vậy, Hiền lão lập tức thay đổi sắc mặt, thiếu chủ, thứ này. Diệp Huyên cười nói, đây là thứ ông nên nhận được. Nói rồi, hắn lại lấy ra một cái nhẫn không gian nữa đưa cho Hiền lão. Đây là đồ cho những người nghiên cứu học thuật cùng ông. Hiền lão nhìn qua, sau đó lập tức cúi thấp người hành lễ với Diệp Huyên, đa tạ thiếu chủ. Diệp Huyên có phần cảm khái. Ông bô nhà mình đúng là được hời lớn rồi. Những người này đều là nhân tài cả. Tuy không biết tu luyện nhưng học vấn của bọn họ lại cực kỳ cao, trả một năm 1-200 trụ mạch thì quá ít. Nhưng hắn cũng không trả ngay giá cao luôn từ đầu. Cứ từ từ đi vậy. Dù sao hắn cũng sẽ không bạc đãi nhóm Hiền lão. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên nói, sau đây, ta sẽ nghiên cứu những thứ này cùng các ông.
hắn hơi ngừng lại, rồi nói tiếp, cũng tiện tay chỉ điểm cho các ông đôi điều. Ông lão Lôi Thôi ngẩn ra, sau đó vội vàng đáp, được vậy thì tốt quá. Diệp Huyên nhìn khung cảnh xung quanh, hít sâu một hơi. Hắn quyết định phải đọc sách. Đọc thật nhiều sách. Hay ra vẻ không đáng sợ, người đáng sợ phải là kẻ hay ra vẻ có văn hóa. Với sự xuất hiện của Diệp Huyên, Huyền Tông xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ai nấy đều hăng hái phấn khởi. Bởi vì được ăn no, hơn nữa bổng lộc còn tăng. Trong lúc nhất thời, mười mấy người trong Huyền Tông vô cùng nhiệt tình. Mà Diệp Huyên thì ngày ngày cùng nghiên cứu, cùng biên soạn với đám người Chi Hiền, đương nhiên, hắn chỉ xem, sau đó thi thoảng chỉ bảo một chút. Không thể không nói, Diệp Huyên vô cùng khâm phục đám người Chi Hiền. Đám người Chi Hiền không tu luyện cảnh giới, nhưng học thức lại vô cùng uyên bác. Bọn họ tinh thông thiên văn địa lý, văn minh vũ trụ, hệ thống cảnh giới, đạo pháp thần thông. Ví dụ về cảnh giới, bọn họ không tu luyện cảnh giới, nhưng bọn họ còn hiểu rõ cảnh giới hơn những người tu luyện cảnh giới. Rung động. Tiếp xúc với đám người Chi Hiền, Diệp Huyên vô cùng rung động. E rằng sự uyên bác trong học thức của những người này chỉ đứng sau Tần Quan kia. Mà trong lúc học tập, Diệp Huyên cũng có thu hoạch to lớn, bây giờ hắn cực kỳ tin tưởng rằng đọc sách có tác dụng. Mà Diệp Huyên cũng phát hiện, hình như hắn hơi thích cảm giác đọc sách này. Bồi dưỡng tình cảm. Đọc sách khiến cho hắn thật sự ổn định lại tinh thần, để suy nghĩ, để lĩnh hội, để tìm hiểu thế giới vũ trụ, để cảm nhận tư tưởng của người khác. Trong cuộc đời con người, rất nhiều lúc nên dừng lại, bình tĩnh suy ngẫm. Đời người không chỉ có chém chém giết giết. Giữa trưa, Diệp Huyên nằm trước cửa đại điện Huyền Tông, trong tay hắn cầm một quyển sách cổ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống người hắn, vô cùng ấm áp. Sách cổ trong tay hắn tên là 36 kỹ năng âm dương. Diệp Huyên xem vô cùng say mê. Lúc này, Chi Hiền bưng một chén trà đến, sách cổ trong tay Diệp Huyên chợt biến thành một quyển nhân văn địa lý. Chi Hiền đi đến bên cạnh Diệp Huyên, hơi thi lễ, thiếu chủ, mời uống trà. Diệp Huyên nhận chém trà nhấp một ngụm nhỏ, sau đó cười nói, Hiền lão có chuyện gì sao? Chi Hiền muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười nói thẳng đi. Chi Hiền trầm giọng nói, thiếu chủ, bọn ta cần một khoản tiền mua sắm một vài sách cổ thượng cổ. Diệp Huyên hơi tò mò, sách cổ thượng cổ. Chi Hiền gật đầu, đúng vậy. Một vài sách cổ thượng cổ ghi chép một số nền văn minh không biết, hoặc một số công pháp võ kỹ cổ xưa, có giá trị nghiên cứu cực cao. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, đây là chuyện tốt, ta đi cùng các ngươi, chuyện tiền bạc, các ngươi không cần lo lắng, để ta giải quyết. Nghe vậy, Chi Hiền cực kỳ kích động, lập tức cung kính thi lễ với Diệp Huyên, run giọng nói cảm ơn thiếu chủ. Diệp Huyên cười nói cảm ơn cái gì? Hành động này của các ngươi chính là tạo phúc cho muôn ngàn chúng sinh vũ trụ, là công đức lớn, tạo hóa lớn, có ý nghĩa cực lớn. Chi Hiền do dự chốc lát, sau đó nói, thiếu chủ, ngài bằng lòng công bố những thành quả chúng ta nghiên cứu được cho mọi người. Hơn nữa còn là miễn phí. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Nghe vậy, Chi Hiền lại cung kính thi lễ, thiếu chủ lương thiện. Vô cùng lương thiện. Diệp Huyên mỉm cười, ta chuẩn bị xây dựng một học viện. Triệu tập thêm nhiều học sĩ gia nhập vào chúng ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ nói, trên đường tới đây, ta phát hiện, vô số người tu hành có lệ khí quá nặng, ai nấy đều là một lời không hợp lập tức ra tay, không phải ngươi chết thì chính là ta chết, thế giới này không nên như vậy. Nếu người trên thế giới này đều đọc nhiều sách, đọc sách hay giống như ta, vậy thế giới này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Chi Hiền lại lần nữa cung kính thi lễ với Diệp Huyên, bọn ta bằng lòng giúp đỡ thiếu chủ. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó nhìn tấm biển hiệu trên đỉnh đầu, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta thành lập một thư viện dốc sức cải thiện lệ khí của vũ trụ chư thiên. Thế giới không có trật tự quy tắc, do đó khiến cho lòng người sốc nổi, tất cả đều chỉ coi trọng lợi ích. Tôn chỉ của thư viện chúng ta chính là, tạo dựng tấm lòng cho vũ trụ, tạo dựng sinh mệnh cho sinh linh. Kế thừa tuyệt học của Đức Thánh, duy trì thái bình cho vạn thế. Sáng tạo trật tự, xây dựng thái bình. Chi Hiền vội nói, lương thiện, cực kỳ lương thiện. Diệp Huyên mỉm cười, cứ gọi là thư viện Quan Huyên đi.
Thư viện Quan Huyên. Chi Hiền gật đầu, được. Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, không phải muốn đi mua sách cổ sao? Đi, ta đi với các ngươi. Chi Hiền vội nói, thiếu chủ, mời. Ngồi xe ngựa. Đám người Chi Hiền không biết tu luyện, bởi vậy đi nơi nào cũng ngồi xe ngựa, mà cũng chỉ có duy nhất một chiếc. Lần này, Chi Hiền chỉ mang theo một thiếu nữ này là đệ tử của ông ta, tên là Thanh Khâu, là ông ta mới thu nhận trước đây không lâu, mà người ta vừa đến đã suýt khiến người ta chết đói. Chính bởi vì như vậy, dáng người Thanh Khâu cao gầy, nhưng tinh thần tướng mạo lại vô cùng tốt, lúc nào trong tay cũng cầm một quyển sách cổ. Diệp Huyên và Thanh Khâu ngồi trong xe ngựa, Chi Hiền thì đánh xe, đây là Chi Hiền cố ý sắp xếp, hy vọng Thanh Khâu học hỏi được nhiều từ Diệp Huyên. Trong lòng Chi Hiền, vị thiếu chủ này có học vấn, có trí tuệ. Thanh Khâu ngồi đối diện Diệp Huyên, có vẻ hơi câu nệ. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu chừng 15, 16, mặc một bộ trường bào màu xanh, vóc dáng gầy gò, nhưng tinh khí thần trên người lại rất tốt. Diệp Huyên cười nói, đừng căng thẳng. Thanh Khâu khẽ gật đầu, nhưng có vẻ còn căng thẳng hơn. Diệp Huyên thoáng nhìn sách cổ trong tay Thanh Khâu, sau đó hỏi, người đang xem sách gì? Thanh Khâu do dự một lát, sau đó khẽ nói, Trung Dung. Diệp Huyên cười nói, trong sách nói, chỉ có lòng chân thành tối cao mới có thể đạt đến cảnh giới tối cao trong cuộc đời, người cảm thấy câu nói này đúng không? Thanh Khâu ngẫm nghĩ. Sau đó nói, đúng. Thanh Khâu nghiêm túc nói, chỉ có lòng chân thành tối cao với thiên hạ mới có thể trở thành hình mẫu cao thượng trị vì thiên hạ, gây dựng pháp tắc căn bản của thiên hạ, nhận thức đạo lý thiên địa dưỡng dục vạn vật. Đạo chân thành tối cao, ắt đạt đến cảnh giới chi thánh. Thiếu chủ muốn tạo dựng sinh mệnh cho sinh linh, kế thừa tuyệt học của Đức Thánh, duy trì thái bình cho vạn thế, sáng tạo trật tự, xây dựng thái bình. Vậy nhất định phải có chân thành tối cao, người chân thành với vũ trụ này. Vũ trụ này sẽ càng chân thành với ngươi. Diệp Huyên im lặng. Thanh Khâu hơi do dự, sau đó nói, ta nói sai sao? Diệp Huyên mỉm cười, ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi phải nhớ một điều, đó chính là lòng người trên thế giới này rất phức tạp, giữa người và người phải chân thành, nhưng cũng phải đề phòng. Giống như Tiên Hiền từng nói, không thể có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng phòng bị người. Đối với người tốt, chúng ta nên đối xử chân thành, tử tế, nhưng đối với người xấu. Nói đến đây, hắn chỉ cười mà không nói gì. Thanh Khâu do dự một lát, sau đó nói, đối với người xấu, chúng ta nên dùng nhân nghĩa và tình yêu cảm hóa bọn họ, đúng không? Diệp Huyên im lặng. Thanh Khâu cẩn thận liếc nhìn Diệp Huyên, không đúng sao? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, nếu như nhân nghĩa và tình yêu không cảm hóa được bọn họ thì sao? Thanh Khâu bỗng nhiên siết chặt sách cổ trong tay, trong mắt tràn đầy kiên quyết, giết. Giết. Diệp Huyên sửng sốt. Hơi khiếp sợ. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu trước mặt, thoạt nhìn cô bé vẫn nho nhã yếu đuối như vậy, nhưng trong mắt cô bé lại lộ ra hung ác. Diệp Huyên im lặng. Trực giác nói cho hắn biết, tương lai cô bé này sẽ không đơn giản. Đọc sách không đáng sợ, chỉ sợ đọc thành một con mọt sách, không hiểu về biến báo. Như vậy, dù học vấn cao thì cũng chỉ là một người bảo thủ. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, người muốn tu luyện không? Thanh Khâu chớp chớp mắt, ta có thể chứ? Diệp Huyên gật đầu, nếu người muốn, vậy thì có thể. Thanh Khâu vẫn hơi do dự, nhưng tu luyện cần tiền. Thư viện bọn ta rất nghèo. Diệp Huyên cười ha ha, không sao, nếu người muốn tu luyện, ta lo chuyện tiền bạc. Thanh Khâu chớp chớp mắt, có thể chứ? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Thanh Khâu đứng dậy, cung kính hành lễ với Diệp Huyên, cảm ơn thiếu chủ. Diệp Huyên mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa. Nhưng hắn không biết rằng, một việc làm từ thiện nho nhỏ ngày hôm nay của hắn lại khiến nhiều năm sau đó, thế gian xuất hiện một vị nữ đế tuyệt thế. Nữ đế Thanh Khâu. Văn võ song tu. Mà thời đại đó cũng được xưng là thời đại huy hoàng nhất trong vũ trụ sau thời Tam Kiếm, vô số người tu luyện đều cảm thấy may mắn vì được sinh ra ở thời đại đó, bởi vì sau khi thời đại Tam Kiếm kết thúc, vũ trụ bao la này chìm vào thời kỳ đen tối lâu dài. Võ đạo sụp đổ, văn minh gián đoạn. Thời đại kia được xưng là thời đại đen tối nhất từ trước đến giờ. Mãi đến khi vị nữ đế Thanh Khâu này xuất hiện,
Mà Diệp Huyên cũng không ngờ, với việc từ thiện nho nhỏ ngày hôm nay của mình, dù hắn không nhận được phần thiện quả này, nhưng con cháu của hắn lại được lợi ích không nhỏ. Sau khi nói chuyện phiếm với Diệp Huyên, Thanh Khâu cũng không còn căng thẳng nữa, thường xuyên xin Diệp Huyên chỉ bảo một vài vấn đề, có vấn đề về mặt học thuật, cũng có vấn đề về mặt võ đạo. Vấn đề về mặt học thuật, đương nhiên Diệp Huyên lừa dối cho qua là chính, nói thật lòng, về mặt học vấn, hắn quả thật còn không bằng Thanh Khâu này, điều này cũng khiến hắn sinh ra cảm giác xấu hổ. Đương nhiên, mặc dù ở mặt học vấn không bằng Thanh Khâu, nhưng hắn đã tìm lại được tự tin ở mặt tu luyện. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, đương nhiên, phần lớn đều là Thanh Khâu xin Diệp Huyên chỉ bảo. Bất chi bất giác, ba người đi đến Tiên Cổ Thành, một trong ba thành lớn của vũ trụ chư thần. Vũ trụ chư thần có bốn giới ba thành, bốn giới lần lượt là Khâu giới, Sơn giới, Huyền giới, Vân giới. Ba thành thì là Tiên Cổ Thành, Thiên Ngôn Thành, Vạn Cổ Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên thoáng nhìn Tiên Cổ Thành trước mắt, không thể không nói, quả thật rất có khí thế, trông cửa thành còn lớn hơn Đại Điện Huyền Tông. Thanh Khâu tò mò ngắm nhìn Tiên Cổ Thành trước mắt. Sau khi ba người đi vào trong thành, lập tức trở thành một loại phong cách kỳ lạ. Người bình thường. Một số người ở hai bên đường cái tò mò đánh giá ba người Diệp Huyên, thời đại này, cơ bản chính là người tu luyện, hoặc là nói, người bình thường chỉ có thể xuất hiện ở thế giới cấp thấp. Vẫn rất hiếm khi gặp người hoàn toàn bình thường giống như ba người Diệp Huyên. Diệp Huyên che giấu hơi thở của mình nên mọi người cũng coi hắn là người bình thường. Thanh Khâu tò mò đánh giá xung quanh, thiếu chủ, vì sao bọn họ cứ nhìn chúng ta vậy? Diệp Huyên cười nói, bởi vì bọn họ đều rất lợi hại, mà chúng ta thì đều không lợi hại. Thanh Khâu chớp mắt nhìn, cái hiểu cái không. Chỉ chốc lát, ba người đến trước một tiểu lâu. Sau khi tiến vào tiểu lâu, Diệp Huyên phát hiện, tiểu lâu chính là một phòng sách, trong phòng sách này trưng bày một số sách cổ, mà trong phòng sách này cũng có không ít người đọc sách, hơn nữa, trong đó còn có một số cao thủ cấp bậc Tuế Nguyệt Tiên. Thư Hiền nói, thiếu chủ, người chờ một lát, ta đi tìm ông chủ cửa tiệm. Nói xong, ông ta đi về nơi xa. Diệp Huyên tò mò đánh giá xung quanh, cuối cùng, hắn dẫn Thanh Khâu đi đến trước một kệ sách. Hắn lấy một quyển sách cổ xuống xem. Thanh Khâu cũng muốn xem, Diệp Huyên lại vội vàng thu về, hắn chừng mắt nhìn, ngươi không thể xem cái này. Thanh Khâu chớp chớp mắt, vì sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, loại sách cổ này chỉ có loại người có tấm lòng thuần khiết ngay thẳng đoan chính giống như ta mới sẽ không bị lệch lạc. Thanh Khâu cười hì hì, thiếu chủ, ngươi thực không đứng đắn. Diệp Huyên. Lúc này, Chi Hiền trở về. Sắc mặt ông ta rất khó coi. Diệp Huyên hỏi, sao rồi? Chi Hiền cười gượng, muốn gặp ông chủ của bọn họ phải hẹn trước, chúng ta vừa mới hẹn trước, có lẽ ba ngày sau ông chủ của bọn họ mới gặp chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, hắn liếc nhìn xung quanh thì phát hiện, bên cạnh những người đọc sách trong này đều có một người nhiệt tình tiếp đãi, nhưng bên chỗ ba người bọn họ lại chẳng có ai. Dứt khoát lựa chọn bỏ qua bọn họ. Thanh Khâu khẽ kéo ống tay áo Diệp Huyên, sau đó nhỏ giọng nói, là bởi vì chúng ta nghèo nên mới không được coi trọng sao. Diệp Huyên im lặng. Ta nên trả lời ngươi thế nào đây? Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên và chờ đợi câu trả lời. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi nói không sai. Thanh Khâu hơi cúi đầu. Diệp Huyên xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Thanh Khâu, mỉm cười, nói, đừng buồn. Xã hội này thực thế vậy đó, lúc ngươi nhỏ yếu thì bọn họ coi thường ngươi, khi ngươi giàu thì bọn họ đố kỵ ngươi. Thanh Khâu gật đầu, hiểu rồi. Chi Hiền ở bên cạnh cũng than thở ta. Diệp Huyên mỉm cười, nói, không sao, Hiền lão tinh thông học vấn nên không giỏi mấy thứ này, điều đó rất bình thường. Có điều, ta đề nghị ngươi hãy thường xuyên ra ngoài thăm thú, vũ trụ rất lớn, xem càng nhiều thì sẽ càng có nhiều thu hoạch. Đấy là cái mà người ta bảo là đi một ngày đàng học một sàng không đấy. Chi Hiền hành lễ, đã được thỉnh giáo rồi. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó bước đến trước mặt một quản sự tiếp đãi. Quản sự tiếp đãi đó nhìn Diệp Huyên rồi bình thản hỏi, có việc gì sao? Diệp Huyên mỉm cười, nói, có thể gặp ông chủ của các ngươi không? Quản sự tiếp đãi lắc đầu, không thể, phải hẹn trước.
Diệp Huyên mỉm cười, sau đó xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bỗng bay đến trước mặt quản sự tiếp đãi, quản sự tiếp đãi đó vừa nhìn thì đã ngây ra. 100 trụ mạch. Diệp Huyên mỉm cười, mong các hạ thông báo giúp. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng của quản sự tiếp đãi bỗng nở nụ cười, ông ta nói, xin công tử đợi trong giây lát. Ông ta nói xong thì quay đi. Một lúc sau, quản sự tiếp đãi đó quay lại, mỉm cười, công tử, quán chủ có lời mời, mời lên lầu. Diệp Huyên mỉm cười nói, đa tạ. Quản sự tiếp đãi mỉm cười, đừng khách sáo. Diệp Huyên dắt Thanh Khâu và Chi Hiền lên lầu. Thanh Khâu bỗng kéo ống tay áo Diệp Huyên, cái này gọi là có tiền mua tiên cũng được sao? Diệp Huyên mỉm cười, nói cách khác thì nó gọi là nhân tình thế thái. Thanh Khâu chau mày, nhân tình thế thái. Diệp Huyên gật đầu, sống trong xã hội này, ngoài việc phải có thực lực mạnh ra thì còn phải hiểu được nhân tình thế thái, đọc nhiều sách, trải nhiều chuyện. Thanh Khâu gật đầu như hiểu ra được điều gì đó. Ba người họ nhanh chóng lên đến lầu 2. Họ nhìn thấy một ông già ở đó, ông già râu tóc bạc phơ, đang cầm một quyển sách cổ dày cộm, xem rất hăng say. Chi Hiền ở bên cạnh Diệp Huyên chắp tay, chào Vu quán chủ, tại hạ là Chi Hiền của Huyền Tông. Vu quán chủ đặt quyển sách cổ xuống, liếc nhìn Chi Hiền, nói, có việc gì sao? Chi Hiền vội nói, ta nghe nói quý thư viện có tuyển tập 12 cuốn thương sử, bọn ta muốn mua lại để nghiên cứu, không biết Vu quán chủ có muốn bán không? Vu quán chủ lắc đầu ngay, không muốn. Chi Hiền ngây ra. Ông ta không ngờ đối phương lại từ chối thẳng thừng như thế. Đương nhiên Chi Hiền không muốn bỏ cuộc như thế, ông ta lập tức nói, Vu quán chủ, giá cả có thể thương lượng. Vu quán chủ liếc nhìn Chi Hiền, thương lượng, vậy ngươi nói xem thương lượng thế nào. Chi Hiền do dự một lúc rồi nói, quán chủ có thể ra giá. Quán chủ lắc đầu, ngươi không mua nổi. Chi Hiền. Thanh Khâu ở bên cạnh Diệp Huyên khẽ nói, thiếu chủ, có phải ông ta cho rằng chúng ta rất nghèo không? Diệp Huyên gật đầu. Thanh Khâu chau mày, nếu như chúng ta giàu có thì thái độ của ông ta với chúng ta sẽ hoàn toàn khác đúng không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, người nghĩ sao? Thanh Khâu im lặng hồi lâu rồi nói, thiếu chủ, tại sao người lại tôn trọng sư phụ đến thế? Dù sư phụ rất nghèo nhưng ta lại cảm thấy người thật sự rất tôn trọng ông ấy. Diệp Huyên mỉm cười, vì trước đây thiếu chủ nhà ngươi cũng từng nghèo, hơn nữa Hiền lão có kiến thức uyên thâm, đáng để tôn trọng. Hắn vừa nói vừa bước đến trước mặt Chi Hiền cười méo, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên mỉm cười, cách mở lời của người sai rồi. Chi Hiền ngây ra. Cách mở lời. Diệp Huyên ngoảnh đầu, bước đến trước mặt Vu quán chủ. Lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ và đưa đến trước mặt ông ta. Bên trong có 100 trụ mạch. Vu quán chủ liếc nhìn rồi chau mày, người muốn sỉ nhục ta sao? Diệp Huyên lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ nữa. Bên trong chiếc nhẫn có 1000 trụ mạch. Vu quán chủ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, người xem ta là người thế nào? Diệp Huyên không nói gì mà lại âm thầm lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ nữa đặt đến trước mặt Vu quán chủ. Lần này bên trong chiếc nhẫn có 1000 trụ mạch. Vu quán chủ hơi ngạc nhiên, rõ ràng ông ta không ngờ người thiếu niên trước mặt ông ta lại có thể lấy ra được 1000 trụ mạch. Có điều, ông ta vẫn rất cứng rắn. Vu quán chủ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nhếch miệng cười châm biếm, lão phu ghét nhất là loại người như các ngươi, tưởng đâu có mấy đồng bạc thối thì có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, đặt lên trên bàn. Bên trong chiếc nhẫn có đến 100 vạn trụ mạch. 100 vạn. Đấy là con số đáng sợ đến mức nào. Có thể nói ông ta bán sách 10 vạn năm cũng không thể nào kiếm được 100 vạn trụ mạch. Lúc Vu quán chủ nhìn thấy 100 vạn trụ mạch trong nhẫn chứa đồ thì sững người như bị sét đánh lên đỉnh đầu. 100 vạn trụ mạch đấy. 100 vạn. Cuộc đời ông ta chưa từng nhìn thấy nhiều trụ mạch đến thế. Diệp Huyên nhìn Vu quán chủ với vẻ mặt bình thản. Vu quán chủ nuốt nước miếng, sau đó nói, công tử, mau ngồi đi. Chúng ta bàn kỹ hơn, người đâu, dâng trà, dùng trà tiên linh thượng hạng quý giá của ta ấy. Diệp Huyên bỗng lấy lại chiếc nhẫn chứa đồ trên bàn, sau đó quay đầu nhìn sang Chi Hiền và Thanh Khâu, chúng ta đi thôi.
Chi Hiền gật đầu, ừ. Ba người bỏ đi. Vu quán chủ đó ngây ra, sau đó giận dữ nói, người dám trêu đùa ta sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn Vu quán chủ, chào mày, trêu đùa ngươi ư? Có sao? Vu quán chủ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt đầy sát ý. Diệp Huyên nghiêm túc nói, bọn ta đến để mua sách, giờ bọn ta không mua nữa, có vấn đề gì sao? Vu quán chủ bình tĩnh trở lại, không vấn đề. Lúc này bỗng có ba cao thủ thần bí xuất hiện sau lưng ba người Diệp Huyên, khí tức của cả ba không hề yếu, đều là hành giả tuế nguyệt, đến tiên tuế nguyệt cũng không đạt tới. Diệp Huyên nhìn ba người đó rồi nhìn sang Vu quán chủ, ông làm thể là có ý gì? Chúng ta đều là người đọc sách, ông muốn đánh nhau sao? Vu quán chủ nói với vẻ mặt không cảm xúc, để lại nhẫn chứa đồ thì có thể đi. Cướp! Chi Hiền nghe vậy thì không kiềm được giận dữ nói, sao ông có thể như thế? Thế này rõ ràng là bại hoại, vô sỉ thật. Chi Hiền đáng thương, mặc dù đọc nhiều sách nhưng lại không biết cách mắng người. Diệp Huyên thở dài, Vu quán chủ, chúng ta đều là người đọc sách, đều nên nói lý lẽ, ông cảm thấy mình làm như thế có hợp lý không? Ba cao thủ thần bí sau lưng Diệp Huyên định ra tay nhưng lại bị Vu quán chủ cản lại. Vu quán chủ e dè nhìn Diệp Huyên. Chắc không phải tên nhóc này đang cố tình bày trò đấy chứ. Vu quán chủ nghĩ đến đây thì bỗng giật mình, toát mồ hôi lạnh. Không bình thường. Thử hỏi một người bình thường mà có thể lấy ra được 100 vạn trụ mạch được sao? Có thể sao? Rõ ràng là không thể. Chỉ có mấy thế lực siêu cấp mới có thể nhẹ nhàng lấy ra được 100 vạn trụ mạch như thế, hơn nữa. Quan trọng nhất là sau khi người của ông ta xuất hiện, thiếu niên trước mặt ông ta vẫn có thể điềm tĩnh như thế. Tại sao hắn lại bình tĩnh đến vậy? Dựa vào đâu? Thực lực? Hoặc là có người chống lưng? Vu quán chủ nghĩ đến đây thì lấy lại bình tĩnh. Lúc này ông ta đã chắc chắn nhất định thiếu niên trước mặt đang cố tình giả vờ, đối phương muốn ra oai. Vu quán chủ đoán thế thì bỗng giận dữ nhìn sang ba cao thủ, ai bảo các ngươi ra đây? Còn không cút hết đi. Ba cao thủ nghe vậy thì ngớ người ra. Đùa gì thế? Vu quán chủ bỗng giận dữ, nhìn gì mà nhìn, cút. Ba cao thủ nhìn nhau, vẫn còn hơi ngỡ ngàng nhưng không dám hỏi nhiều mà lập tức lui xuống ngay. Chi Hiền ở bên cạnh Diệp Huyên chau mày, có vẻ hơi thắc mắc. Thanh Khâu nhìn sang Diệp Huyên, bịt miệng cười. Diệp Huyên nhìn Vu quán chủ với vẻ mặt bình thản. Vu quán chủ nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, công tử, lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Ông ta vừa nói vừa lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, đây là tuyển tập 12 quyển thương sử, ta tặng công tử, coi như để kết bạn. Diệp Huyên do dự một lát rồi đưa chiếc nhẫn chứa đồ trong tay lên, ông không cướp nữa sao? 100 vạn trụ mạch đấy. Vu quán chủ nghiêm túc nói, công tử nói gì thế? Chúng ta đều là người đọc sách, sao có thể hành sự như phường cướp bóc vậy được? Công tử nghĩ lão phu đọc nhiều sách như vậy đều là uổng công sao? Lão phu cũng có lòng chính nghĩa, tam quan vô cùng đứng đắn, Diệp Huyên cạn lời. Không ngờ lão này lại còn giữ khỏe, làm sao bây giờ? Không thể làm oai nữa rồi. Vu quán chủ vội nói, công tử, lúc nãy thật sự đã đắc tội, xin hãy bỏ qua cho, ta hành lễ với công tử, xin lỗi. Ông ta nói xong thì hành lễ với Diệp Huyên. Sau đó, ông ta lại hành lễ với Chi Hiền, lúc nãy không tiếp đãi chu đáo, vô cùng xin lỗi, xin các hạ bỏ qua. Chi Hiền thấy vậy thì vội nói, không, không sao. Chuyện nhỏ mà, các hạ không cần phải vậy. Vu quán chủ mỉm cười, chắc các hạ cũng là người học rộng, chỗ ta có mấy quyển sách thượng cổ, không biết các hạ có hứng thú cùng nghiên cứu thảo luận không? Chi Hiền nghe vậy thì mừng thầm, sách thượng cổ sao? Vu quán chủ gật đầu, đúng vậy. Chi Hiền hành lễ, đa tạ. Vu quán chủ vội kéo Chi Hiền đến bên giá sách. Thanh Khâu nhìn sang Diệp Huyên, cười he he, thiếu chủ, hình như mọi chuyện phát triển không như những gì người nghĩ, đúng không? Diệp Huyên mỉm cười, vốn dĩ tình huống câu chuyện nên như thế nào nhỉ? Thanh Khâu suy nghĩ rồi nói. Nên là ông ta muốn cướp của thiếu chủ nhưng thiếu chủ đột ngột thể hiện thực lực lớn mạnh, sau đó giành trở lại. Không những có được lợi ích mà còn danh chính ngôn thuận, không phải thấy áy náy gì.
Diệp Huyên liếc nhìn Thanh Khâu, không nói gì, trong lòng thấy hơi kinh ngạc. Thanh Khâu mỉm cười, xem ra đọc sách vẫn có lợi, vì đọc sách thì đầu óc sẽ thông thái, biết phân tích sự việc, đoán được phúc họa, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Hắn vừa nói vừa nhìn sang Vu quán chủ ở phía xa rồi khẽ nói, kẻ địch này đột nhiên trở nên thông minh, sao ta nhất thời không thích ứng được thế này? Thật sự thấy nhớ kiểu kẻ địch nói chuyện không hợp là đòi đánh chết ta, không chỉ muốn đánh chết ta mà còn muốn diệt hết cả tộc ta nữa. Diệp Huyên không che giấu lời nói của mình nên Vu quán chủ ở bên cạnh nghe thấy rất rõ. Lúc này mồ hôi lạnh ông ta rớt như mưa. Mẹ kiếp! Tên nhãi này đúng là muốn ra oai. May mà không để hắn được như ý. Đáng sợ quá đi. Dưới sự từ biệt kính cẩn của Vu quán chủ, ba người Diệp Huyên bèn rời khỏi tiệm sách. Vu quán chủ thấy ba người kia rời đi thì giống như chút được gánh nặng. Lúc này, một ông lão đi đến bên cạnh Vu quán chủ trần chờ một chút rồi nói, ông chủ, có cần điều tra thiếu niên kia không? Vu quán chủ lắc đầu, không cần. Ông lão khó hiểu, tại sao? Vu quán chủ khẽ nói, dù sao cũng là người mà chúng ta không đắc tội nổi. Điều tra hay không thì có khác gì đâu. Ông lão trầm giọng nói, ta không thấy thiếu niên kia có chỗ nào phi phàm cả. Vu quán chủ nhẹ nhàng nói, đây cũng là lý do tại sao ông làm công cho ta. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi. Ông lão! Chấm chấm chấm! Đằng xa! Chi Hiền cầm 12 cuốn sách lịch sử nhà Thương mà như nhặt được báu vật, dọc đường đều mặt mày hớn hở, vô cùng vui vẻ. Thanh Khâu lại tò mò quan sát xung quanh cả quãng đường. Nàng ta chưa bao giờ tới một nơi tấp nập như vậy nên mọi thứ nhìn thấy bây giờ đều khiến Thanh Khâu vô cùng tò mò. Bấy giờ, Diệp Huyên bỗng dẫn hai người đến trước một cửa tiệm. Diệp Huyên mỉm cười nói, ông chủ, cho ba tô mì, ba trái trứng. Được rồi. Ông chủ hét to đáp lại, bắt đầu lu bù lên. Thanh Khâu hiếu kỳ nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Diệp Huyên cười hỏi, nhìn ta làm gì? Thanh Khâu cười hì hì nói, thiếu chủ, ta bỗng nhiên cảm thấy huynh rất đẹp trai. Diệp Huyên khẽ cốc lên đầu Thanh Khâu cười nói điều hiển nhiên gì vậy? Chi Hiền. Thanh Khâu che miệng cười khúc khích. Chẳng mấy chốc. Ba tô mì đã được bưng lên. Diệp Huyên nhìn ba tô mì trước mặt bỗng dưng lặng thinh. Thanh Khâu khẽ hỏi, sao thế? Diệp Huyên cười, nhớ tới muội muội ta. Diệp Liên. Hắn đã lâu rồi không gặp Diệp Liên. Thanh Khâu trần chờ một lát mới nói, ta cũng có thể làm muội muội của thiếu chủ mà. Diệp Huyên liếc Thanh Khâu cười nói, muội muội của ta đều cực kỳ lợi hại đó. Thanh Khâu mặt mày buồn bã hơi rũ đầu. Diệp Huyên lại cười hỏi, không có lòng tin à? Thanh Khâu lập tức ngẩng phát đầu lên đáp, có. Diệp Huyên cười ha ha. Thanh Khâu bỗng nói, thiếu chủ ca ca, ta chắc chắn sẽ trở thành người lợi hại nhất trong số những muội muội của huynh. Diệp Huyên chớp mắt nói, hình như, hơi bị khó đó. Thanh Khâu thế mà còn nghiêm túc hỏi lại, khó lắm hả? Diệp Huyên gật đầu. Lấy ra một đôi đũa đặt trước mặt Thanh Khâu rồi cười nói, không cần phải làm lợi hại nhất, nhưng có thể trở thành có một không hai. Thanh Khâu im lặng một lát rồi nói, ta hiểu rồi. Nàng ta nói xong bưng tô mì trước mặt lên bắt đầu húp xì sụp. Tuy Thanh Khâu trông có vẻ ngoan ngoãn im lặng, nhưng khi ăn gì đó lại rất đàn ông. Một tô mì mà chưa đến 3 giây đã ăn xong. Tốc độ ăn uống đó cũng ngang ngửa thiên khí luôn rồi. Thật sự rất khủng bố. Đây là bị đói sợ. Sau khi ăn xong, Thanh Khâu thấy Diệp Huyên nhìn mình thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Diệp Huyên cười hỏi, ăn nữa không? Thanh Khâu vội vàng gật đầu rồi dựng lên một ngón tay. Diệp Huyên cười nói, ông chủ, thêm tô nữa. Thanh Khâu cười gượng nói, 10 tô. Diệp Huyên ngây người, sau đó lắc đầu cười, sơ suất rồi. Chẳng mấy chốc, 10 tô mì đã được bưng lên. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu ăn ngấu ăn nghiến trước mặt mà trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhàng. Tu luyện là một cuộc chiến ư? Hay là bế quan nghiên cứu? Hay là không ngừng ép buộc bản thân? Đúng vậy. Ba biện pháp kia chính là cách hắn tu luyện trước giờ.
nhưng giờ phút này, Diệp Huyên bỗng cảm thấy thực ra cuộc sống cũng là tu luyện. Tình người ấm lạnh ngoài đời sao không phải một loại tu luyện đối với tâm cảnh? Nếu không tĩnh tâm lại thì sao có thể phát hiện ra những chuyện tốt đẹp bên cạnh bản thân? Giống như lúc này, thấy Thanh Khâu ăn ngấu ăn nghiến, hắn lại cảm thấy rất đẹp. Đúng lúc này, có tiếng bước chân chợt ngắt dòng suy nghĩ của Diệp Huyên. Diệp Huyên xoay người nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái đang chậm rãi đi tới. Cô gái có dáng người quyến rũ đẫy đà, dạo bước nhẹ nhàng, mặc chiếc váy màu trắng, khoác một cái áo lụa mỏng màu tím, đeo đai màu tím đậm. Nàng ta có một đôi mắt sóng sánh như nước lại toát ra vẻ lạnh lẽo giống như có thể nhìn thấu mọi thứ. Đằng sau cô gái còn có 12 thị vệ mặc giáp sắt đi theo. 12 người thị vệ kia lại có khí thế trầm lắng như biển và đều là luân hồi cảnh. Luân hồi hành giả, phải nói là điều này cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng, trước mắt cảnh giới cao nhất mà Diệp Huyên biết cũng chỉ là Chi Huyền. Người đến không tầm thường. Diệp Huyên thấy cô gái đi tới, trong lòng có hơi mừng thầm. Hiển nhiên là người đẹp kia đã phát hiện ra chỗ đặc biệt của mình trong dòng người đông đúc nên mới bước đến làm quen. 2. Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng, dù mình đã cực kỳ điệu thấp, nhưng người tài ba đi đến đâu cũng nổi trội. Nó giống như kim cương, ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Lúc này, cô gái kia đi đến bên cạnh Diệp Huyên và Thanh Khâu. Diệp Huyên đang định đứng dậy thì nàng ấy lại bỗng nhìn Thanh Khâu hỏi, cô có muốn đi theo ta không? Diệp Huyên sửng sốt. Không phải đến tìm mình. Cái mẹ gì vậy? Thanh Khâu kinh ngạc, hiển nhiên nàng ta cũng không ngờ cô gái ấy lại đến tìm mình. Mà xung quanh lại có người kinh ngạc hô lên, là Tiên Cổ Yêu. Tiên Cổ Yêu. Thiếu thành chủ của Tiên Cổ Thành, cũng là người yêu nghiệt nhất và cao thủ Chi Huyền cảnh trẻ tuổi nhất trong thành. Song, nàng ấy còn là một trong hai người đẹp nhất vũ trụ chư thần. Ở trong mắt mọi người thì đây quả thật chính là phú bà. Có sắc, có thực lực, còn có gia thế. Giờ phút này, khi mọi người có mặt ở đây biết là Tiên Cổ Yêu thì ánh mắt nhìn về phía Thanh Khâu đã tràn ngập vẻ hâm mộ. Rõ ràng là vị thiếu thành chủ của Tiên Cổ Thành kia đã nhìn chúng Thanh Khâu. Thanh Khâu bị Tiên Cổ Yêu hỏi như vậy thì sửng sốt, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại rồi vội ngó Diệp Huyên. Diệp Huyên mỉm cười. Vị cô nương này nhìn chúng muội, muốn muội đi theo, muội muốn không? Thanh Khâu đứng dậy rồi hơi khom lưng với Tiên Cổ Yêu nói, cảm ơn cô nương đã nhìn chúng ta, nhưng... Nàng ta nói xong bèn nhìn về phía Diệp Huyên đáp, ta muốn đi theo thiếu chủ ca ca. Thiếu chủ ca ca. Tiên Cổ Yêu nghe vậy khẽ cau hàng mày xanh đen, quay đầu nhìn Diệp Huyên hỏi, có thể nói chuyện riêng một chút không? Diệp Huyên gật đầu, được. Tiên Cổ Yêu xoay người đi sang một bên, Diệp Huyên cũng đứng dậy đi theo. Bấy giờ, hắn bỗng cảm thấy ống tay áo bị kéo, quay đầu thì thấy Thanh Khâu đang có chút lo lắng nhìn mình. Diệp Huyên cười, yên tâm. Thanh Khâu nghe vậy chần chờ một chút rồi thả tay ra. Diệp Huyên và Tiên Cổ Yêu đi về phía xa. Lúc này, hơn 10 luồng thần thức chợt đổ dồn lên người Diệp Huyên. Diệp Huyên cau mày, Tiên Cổ Yêu quay đầu liếc đám thị vệ. Bấy giờ, những thị vệ kia mới thu hồi thần thức, khẽ khom lưng. Tiên Cổ Yêu quay đầu nhìn Diệp Huyên nói, xin lỗi. Diệp Huyên liếc Tiên Cổ Yêu, trong lòng có hơi kinh ngạc. Tiên Cổ Yêu lại bỗng nói, thể chất của cô bé kia cực kỳ phi phàm, tương lai của nàng ta sẽ rất sáng lạn. Nhưng, nàng ta cũng cần một hậu thuẫn lớn hơn, không có bất cứ một hậu trường hùng hậu thì tư chất và thể chất của nàng ta sẽ bị mai một. Nàng ấy nói xong bèn dừng lại rồi xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, ta không có ý khinh thường ngươi, nhưng ta cảm thấy mình có thể cho nàng ta tốt hơn. Nếu lời nói ấy có đụng chạm đến ngươi thì ta xin lỗi. Diệp Huyên cười, quay đầu ngó Thanh Khâu. Giờ phút này, Thanh Khâu đang căng thẳng nhìn hắn, hiển nhiên là sợ hắn bán mình đi. Diệp Huyên bật cười rồi quay sang nhìn Tiên Cổ Yêu, ta tên Diệp Huyên, cô nương tên gì? Tiên Cổ Yêu nhìn Diệp Huyên đáp, Tiên Cổ Yêu. Diệp Huyên cười nói, yêu cô nương, cô nói rất đúng, muội ấy quả thật cần một hậu trường hùng hậu hơn. Thế nên, muội ấy đi theo ta thì có lẽ tốt hơn. Tiên Cổ Yêu nghe vậy híp mắt, cứ thể nhìn Diệp Huyên như muốn nhìn thấu hắn. Diệp Huyên cười, ta không có ý xúc phạm gì,
ta thay mặt Thanh Khâu cảm ơn lòng tốt của cô nương. Hắn nói xong khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Tiên cổ yêu im lặng đứng tại chỗ. Diệp Huyên đi đến trước mặt Thanh Khâu và Chi Hiền, Thanh Khâu vội vàng nắm lấy ống tay áo của hắn, Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi thôi. Thanh Khâu nghe vậy mặt mày lập tức thả lỏng. Ba người đứng dậy rời đi. Diệp Huyên bỗng hỏi Thanh Khâu, muội có biết cô nương ban nãy không? Rất lợi hại đó, nếu muội đi theo nàng ta thì sau này có thể ăn ngon uống tốt. Thanh Khâu im lặng một lát mới nói, ta biết. Diệp Huyên hơi tò mò, vậy tại sao muội không đồng ý? Thanh Khâu do dự hồi lâu mới đáp, đi theo nàng ta thì vô địch trong vũ trụ chư thần, nhưng đi theo thiếu chủ ca ca thì lại vô địch toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyên nghe vậy dừng lại quay đầu nhìn Thanh Khâu, giờ đây, hắn bỗng cảm thấy cô nhóc trước mặt rất xa lạ. Thanh Khâu hơi rũ đầu, có chút căng thẳng. Một lát sau, Diệp Huyên mới cười nói, đừng căng thẳng, có dã tâm là tốt. Thanh Khâu nghe vậy thầm thở phào. Đoàn người rời đi. Trước hàng quán, tiên cổ yêu đi đến cạnh bàn rồi ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã có một tô mì được bưng lên. Ông trời ơi, ông chủ quán mì như sắp khóc đến nơi. Một nhân vật lớn như vậy lại đến ăn mì. Tiên cổ yêu nhìn tô mì trước mặt một lúc lâu mới nhấc đũa. Lúc này, một ông lão chợt xuất hiện bên cạnh tiên cổ yêu rồi khom lưng cúi chào, tiểu thư, người nọ không biết điều thế, có cần ta? Tiên cổ yêu lạnh lùng liếc ông lão, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vội ngậm miệng lại. Tiên cổ yêu chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu từ giờ, ông không cần đi theo ta nữa. Ông lão chợt hoảng sợ, lập tức run rẩy nói, tiểu thư. Cái này. Tiên cổ yêu khẽ nói, ta không muốn bên cạnh mình có kẻ ngu. Ở chung với kẻ ngu, ta sợ mình cũng trở nên ngu xuẩn. Nàng ấy phất tay, chẳng mấy chốc đã có hai cao thủ thần bí đưa ông lão đi. Bấy giờ, có một người phụ nữ xinh đẹp đi đến bên cạnh tiên cổ yêu khom lưng nói, bọn họ vẫn chưa ra khỏi thành mà đi tới phố đồ cổ. Trên đường, ta đã cử người thầm bảo vệ, sẽ không ai đến gây rắc rối cho họ. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn người phụ nữ nói, dì Lan, người cảm thấy thiếu niên kia thế nào? Người phụ nữ xinh đẹp im lặng một lát rồi nói, ngoài thực lực, tâm cảnh và phong thái thì đúng là đứng đầu thời giờ. Dù so với người cũng chỉ có hơn chứ không kém. Có ba điều, đầu tiên, với thân phận của người, hễ ai gặp đều sẽ e ngại căng thẳng nhưng thiếu niên kia lại hết sức bình tĩnh, không hề e sợ chút nào. Thứ hai, với sắc đẹp của người, đàn ông bình thường mà thấy cũng ít nhiều sẽ tự ti. Song khi hắn nói chuyện với người lại dám nhìn thẳng vào mắt người, chẳng hề kiêu ngạo hay tự ti. Bà ta nói xong ngừng một lát lại nói, đây là một người có tâm cảnh cực kỳ mạnh mẽ. Tiên cổ yêu ăn miếng mì hỏi, còn thứ ba. Người phụ nữ xinh đẹp nói, khi nói chuyện với người thì chúng ta từng dùng thần thức bao phủ hắn. Lúc đó, mặt mày hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Điều này chứng tỏ hắn là một người cực kỳ mạnh, vì chỉ có kẻ mạnh mới dám như thế. Nếu là kẻ yếu thì lúc ấy sẽ lộ ra vẻ mặt lo lắng không yên. Tiên cổ yêu bỗng đặt đũa xuống, còn một điều nữa. Người phụ nữ khẽ khom lưng, tiểu thư cứ nói, ta nghe. Tiên cổ yêu nhìn tô mì trước mặt, hắn ăn mì rất tự nhiên đến trình độ nào đâu. Tự nhiên giống như là thường xuyên ăn. Nàng ấy nói xong bèn đứng dậy, đây là một thiếu niên đi ra từ trong gian khổ, song cũng là một người có thân phận cực kỳ phi phàm. Hắn chắc là do một thế lực mạnh mẽ nào đó cử ra rèn luyện thôi. Tiên cổ yêu nói đến đây bèn quay đầu nhìn ông chủ quán mì bên cạnh hỏi, có phải tiền mì của ba người ban nãy vẫn chưa trả đúng không? Ông chủ quán mì ngây người, sau đó vội vàng gật đầu. Ban nãy ba người kia rời đi đúng là chưa có tính tiền. Tiên cổ yêu mở tay ra, một cái túi tiền chậm rãi bay tới trước mặt ông chủ, tiền mì của họ, ta mời. Nàng ấy nói xong bèn xoay người rời đi. Tại phố đồ cổ ở tiên cổ thành. Phố đồ cổ này nói trắng ra chính là hàng vỉa hè. Chỗ này rồng rắn rối loạn, loại người nào cũng có. Có người có thể tìm được thứ tốt ở đây nhưng đa số đều là lừa đảo. Đến đây là vì Chi Hiền đề xuất, ông ta muốn đến để xem ở đây có sách cổ nào không. Vừa bước vào phố cổ thì Diệp Huyên đã cau mày. Chỗ này có hơi âm u. Giới đồ cổ cũng không rộng rãi, hai bên đều là những kiến trúc xưa cũ,
âm u, cứ cảm thấy âm trầm bị đè nén. Diệp Huyên liếc nhìn đằng xa, cái phố này rất dài, hai bên cứ cách mấy chục trượng lại có một cái quán. Những quán ấy đều được làm trông rất thần bí vì ai cũng mặc đồ đen giống như làm gì mờ ám. Ba người men theo con đường đi tới, trên đường Diệp Huyên có ngó nhưng cũng chẳng có thứ gì tốt. Đúng lúc này, Chi Hiền bỗng nhanh chóng bước đến trước một cái quán, bên trên đặt một quyển sách cổ cũ mềm, bìa của nó cũng đã mục nát, vừa thấy đã biết rất cũ. Chi Hiền cầm lên nhìn thì lập tức cười như nhặt được vàng. Diệp Huyên ngó thì phát hiện nó chỉ là một cuốn sổ ghi chép bình thường giống như nhật ký. Chi Hiền quay đầu nhìn Thanh Khâu cười, loại này là thứ có thể bày ra tình hình thực tế nhất của thời đại kia. Ông ta nói xong bèn nhìn chủ quán hỏi, chủ quán, thứ này bao nhiêu? Chủ quán giơ một ngón tay lên đáp, một cái trụ mạch. Diệp Huyên cau mày. Thứ này không đáng giá một cái trụ mạch. Song Chi Hiền lại dứt khoát đưa một cái trụ mạch cho chủ quán. Diệp Huyên nhìn Chi Hiền, ông ta cười nói, tri thức, hẳn là nên được tôn trọng. Diệp Huyên im lặng. Tri thức. Người có học vấn mà hắn biết như Niệm Tỷ, Tần Quan. Các nàng đều rất lợi hại, nhưng, sự lợi hại của các nàng lại đến từ thực lực của họ. Người chỉ có học thức lại không có thực lực mạnh mẽ thì vẫn được tôn trọng ư. Diệp Huyên lắc đầu cười. Ba người tiếp tục lên đường. Khi sắp đi đến cuối thì Diệp Huyên bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía một cái ở bên cạnh và thấy một thanh kiếm rỉ sắt được bày bên trên. Diệp Huyên hơi tò mò, đi đến trước mặt chủ quán rồi cầm lấy thanh kiếm rỉ sắt kia. Khi hắn vừa cầm lấy thì nó bằng dưng vỡ vụn thành từng mảnh. Diệp Huyên sửng sốt, gì vậy? Lúc này, chủ quán kia bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên nói, vỡ rồi. Chủ quán là một cô gái mặc trường bào màu đen, che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Diệp Huyên cũng trầm giọng nói, vỡ rồi. Chủ quán lạnh nhạt hỏi, vậy có phải là nên bồi thường không? Diệp Huyên. Chủ quán, cũng không mắc, 10 vạn cái trụ mạch thôi. Nàng ta nói xong bèn vươn bàn tay trắng nõn ra. Diệp Huyên lập tức hiểu. Đây là một cú lừa. Bịp bợm. Diệp Huyên cười hỏi, có thể, bớt chút không? Chủ quán im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt chủ quán, bên trong lại là 100 vạn cái trụ mạch. 100 vạn. Tay trái của chủ quán bỗng siết chặt trái. Diệp Huyên cười hỏi, cô nương, có phải ngại không đủ? Nếu không đủ. Hắn nói xong lại lấy ra một chiếc nhẫn đặt ở trước mặt cô gái. Lần này, bên trong lại có 500 vạn cái trụ mạch. 500 vạn. Cô gái kia thấy vậy lập tức biến sắc. Giờ phút này, nàng ta biết mình đã chọc vào người không nên chọc nên lập tức đẩy hai chiếc nhẫn về phía Diệp Huyên nói, các hạ, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Diệp Huyên nhìn chủ quán, không nói gì. Chủ quán vội vàng đứng dậy khom lưng nói, hiểu lầm. Diệp Huyên chớp mắt nói, ta không nghe thấy gì hết. Chủ quán. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Khâu cười nói, chọn một thứ trên sạp đi. Hắn nói xong lại quay đầu ngó chủ quán, có vấn đề gì không? Chủ quán vội lắc đầu đáp, không có không có. Diệp Huyên cười, Thanh Khâu, chọn đi. Thanh Khâu chần chờ rồi cầm lấy một cái ấm nhỏ. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi thôi. Hắn nói xong bèn cất ba chiếc nhẫn đi rồi dẫn Thanh Khâu và Chi Hiền rời khỏi. Chủ quán lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, gặp được cục xương cứng rồi. Chấm chấm chấm. Sau khi ba người Diệp Huyên rời khỏi phố đồ cổ, một gã áo đen bỗng nhiên chặn họ lại. Tiền tài không nên để lộ ra ngoài, nhưng ban nãy Diệp Huyên lại lấy ra ba chiếc nhẫn kia nên hiển nhiên đã bị người theo dõi. Diệp Huyên nhìn gã áo đen cười hỏi, có chuyện gì hả? Gã áo đen khàn khàn nói, để nhẫn lại rồi rời đi. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, người lấy đâu ra can đảm ấy thế? Gã áo đen chậm rãi siết chặt tay phải nói, ta muốn cược một lần. Cược thử lỡ có thể trúng mánh thì sao? Gã vừa nói xong đã xông lên trước rồi đấm một quyền về phía Diệp Huyên. Thế nhưng, gã vừa ra quyền thì đã có một thanh kiếm xuyên thủng trán gã. Bịch! Gã áo đen lập tức bị thanh kiếm kia đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. Trực tiếp giết chết.
Gã áo đen nhìn Diệp Huyên với ánh mắt tràn ngập sự khó tin, ngươi. Diệp Huyên khẽ thở dài, ngươi nghĩ rằng ta yếu lắm hả? Gã áo đen. Diệp Huyên mở tay ra, nhẫn chứa đồ của gã lập tức bay đến trong tay. Hắn ngó sơ thì bên trong chỉ có mấy ngàn cái trụ mạch. Diệp Huyên thấy vậy thì cạn lời. Nghèo dữ. Diệp Huyên xoay người nhìn Chi Hiền và Thanh Khâu nói, chúng ta đi thôi. Hắn nói xong bèn xoay người rời khỏi. Sau khi mua một lượng lớn đồ vật ở trong thành thì ba người Diệp Huyên mới rời đi. Dù sao, giờ thư viện Quan Huyên cũng đang cần một lượng lớn vật tư. Sau khi trở về thư viện, Diệp Huyên bèn đi thẳng tới kho sách bắt đầu đọc sách. Đắm chìm trong biển sách mênh mông. Còn những chuyện vặt vãnh trong thư viện đều do Chi Hiền xử lý. Sau khi có tiền, ông ta bắt đầu tuyển người và xây dựng thư viện. Dù sao, giờ thư viện Quan Huyên cũng rất đơn sơ. Bên trong kho sách, Diệp Huyên đang đọc những cảnh giới do Tần Quan sắp xếp lại. Sau khi sắp xếp lại, hơn trăm cái cảnh giới chỉ còn chưa đến 20 cái. Chi Huyền, Bút Đại Đạo. Cảnh giới mà giờ Diệp Huyên đang nghiên cứu muốn biết thêm phải hiểu Bút Đại Đạo trước đã. Bút Đại Đạo có thể viết nên vận mệnh của vũ trụ chư thiên vạn giới, nói dễ hiểu hơn là nó điều khiển được số phận của chúng sinh. Tuy nó chỉ là kẻ chấp hành, nhưng đúng là có thể thay đổi số mệnh của ngươi. Hễ là tu luyện giả thì ai mà không muốn nắm giữ số mệnh của mình. Bút Đại Đạo, Diệp Huyên nghĩ vậy bỗng nhỏ giọng hỏi, Bút Huynh, có thể tâm sự chút không? Hễ Ngân Hà. Trong một căn phòng nhỏ chợt vang lên một tiếng nói lạnh lẽo như băng, tâm sự con khỉ. Ông đây thân với ngươi lắm hả? Ở thư viện Quan Huyên, Diệp Huyên không có được nó trả lời. Diệp Huyên thấy thế cau mày, hay là, ta bảo Thanh Nhi đến tâm sự với ngươi. Không gian trước mặt Diệp Huyên bỗng run lên, sau đó một cái bóng bút chợt xuất hiện trước mặt hắn. Bút Đại Đạo. Diệp Huyên híp mắt lại, sau đó đứng dậy cười nói, xin chào Bút Huynh. Bút Đại Đạo bình tĩnh hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, ta muốn đạt tới Chi Huyền cảnh. Bút Đại Đạo nhìn Diệp Huyên nói, vậy ngươi tu luyện là được, tìm ta làm gì? Diệp Huyên suy nghĩ một lát mới đáp, trong sách của Tần Quan cô nương nói, muốn đạt tới Chi Huyền cảnh thì phải cảm giác được quỹ đạo vận hành của số phận trong chốn U Minh. Chỉ vậy, mới có thể Chi Huyền, nhưng ta lại không cảm giác được nó. Bút Đại Đạo lạnh lùng nói, không cảm giác được thì tu luyện tiếp đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, Bút Huynh, ta vẫn là bảo Thanh Nhi đến đây đi. Ngươi có vẻ khá là khó chịu với ta thì phải. Hắn nói xong định gọi Thanh Nhi. Bút Đại Đạo bỗng hét, đợi đã. Diệp Huyên nhìn về phía nó, Bút Đại Đạo im lặng một lát rồi nói, ta cảm thấy. Cũng không cần thiết đâu. Diệp Huyên nặng nề nói, nhưng hình như, ngươi khá là khó chịu với ta. Bút Đại Đạo im lặng. Giờ phút này, nó rất muốn đánh người. Nhưng nó vẫn cố nhịn. Đánh ai cũng không thể đánh tên này, là Bút Đại Đạo, không ai biết người sau lưng tên này khủng bố đến mức nào rõ hơn nó. Bút Đại Đạo cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng mà. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, ta không có đe dọa ngươi mà đúng không? Bút Đại Đạo im lặng một lát mới đáp, không có. Diệp Huyên gật đầu, vậy là tốt rồi. Trong quãng thời gian này, ta đọc rất nhiều sách và cảm thấy làm người thì phải nên nói lý lẽ, ngươi thấy ta có nói lý lẽ không? Bút Đại Đạo. Diệp Huyên mỉm cười, Bút Huynh, chúng ta quay trở lại chuyện chính nào. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn thử cảm giác quỹ đạo vận hành số mệnh trong chốn U Minh, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Điều này khiến ta khá buồn rầu. Bút Huynh, ngươi là Bút Đại Đạo, kẻ vận hành quỹ đạo thì chắc có cách gì mà đúng không? Bút Đại Đạo im lặng một lúc mới nói, theo ta được biết, muốn đạt tới Chi Huyền cảnh thì phải đạt tới luân hồi hành giả. Mà giờ, đến cả người kiểm soát tuế nguyệt, ngươi cũng không phải lại còn định vượt qua một cảnh giới lớn. Hình như không thích hợp cho lắm. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Bút Huynh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta cảnh giới bất tu, ta không hề có chút hứng thú nào với nó. Ta muốn biết Chi Huyền chỉ là vì cảm thấy hứng thú với nó, còn cảnh giới. Vẫn là câu kia, đừng dùng cảnh giới để đo lường ta.
Bút đại đạo câm nín một lúc lâu rồi nói, nếu không phải ngươi có một muội muội vô địch. Nó cũng không có nói tiếp. Bút đại đạo rất muốn đánh chết cái tên thích làm màu trước mặt. Bất tu cảnh giới. Đây là tiếng người hả? Đùa gì vậy? Diệp Huyên bỗng cười nói, không có muội muội vô địch thì ta còn có một ông cha vô địch. Bút đại đạo. Diệp Huyên cười, bút huynh, chúng ta vẫn nên quay lại chủ đề đi. Bút đại đạo im lặng một lúc mới nói, ta có thể giúp ngươi nhưng chỉ lần này thôi. Sau này, ngươi không thể tìm ta nữa, thế nào? Diệp Huyên lặng một lát rồi đáp, không được. Bút đại đạo. Diệp Huyên cười, bút huynh, ngươi đừng có thành kiến lớn như vậy với ta. Nếu chúng ta có thể làm bạn và giúp đỡ nhau, mai sau ta cũng sẽ cảm ơn ngươi. Chẳng hạn như, nếu ta nói với Thanh Nhi, ngươi là người bạn tốt nhất của mình. Bút đại đạo bỗng run lên, sau đó một cây bút ảo chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, phân thân của ta, cầm nó thì có khả năng phát huy ra 3/10 thực lực của ta. Mỗi một nét có thể bổ nát 10 vạn mảnh vũ trụ và điều khiển mọi đạo và pháp cổ xưa, bao trùm trên vũ trụ, ngân hà và chúng sinh. Chỉ dưới mỗi thần thư và cổ tự, người cầm bút có thể vượt qua hết những vũ trụ được biết đến. Từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi muốn thì có thể đạt tới bất cứ cảnh giới nào. Đương nhiên, nó chỉ kéo dài được nửa tiếng. Nó nói đến đây thì ngừng một lát mới nói tiếp, thần thư và cổ tự không xuất hiện thì ngươi coi như vô địch. Diệp Huyên hỏi, nếu thần thư và cổ tự xuất hiện thì sao? Bút đại đạo im lặng một lát rồi đáp, thì muội muội ngươi vô địch. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Hệ Ngân Hà. Ở một chỗ sâu trong núi, một cô gái mặc áo trắng đang dạo bước trên sườn dốc. Giờ đây, trời đang hạ mưa phùn nhưng trên người nàng lại chẳng có một giọt nước mưa nào. Mây mù lượn lờ giữa đồi núi trông giống như tiên cảnh. Chẳng mấy chốc, cô gái váy trắng đã đi lên đỉnh. Trên đỉnh có một căn nhà đá, nàng đi đến trước nhà rồi đẩy cửa ra, bên trong có một người đàn ông đang ngồi. Trước mặt người đó là một cái bàn. Trên bàn đặt hai cuốn sách dày cộm, cuốn bên trái loáng thoáng có thể thấy được hai chữ vô địch. Cạnh hai cuốn sách là một tờ giấy trắng, bên trên có 6 chữ to màu đen. Mà cạnh tờ giấy lại là một cây bút không có vỏ ngoài. Trong tay phải của người đàn ông lại đang cầm một ly nước sôi để nguội. Người đàn ông thấy cô gái váy trắng thì cười nói, cuối cùng cũng bị ngươi tìm được rồi. Cô gái váy trắng nhìn người đàn ông, một lúc sau. Vẻ mặt nàng chợt trở nên dữ tợn, cả người giống như nổi điên gào lên, tại sao ngươi lại yếu như vậy? Tại sao? Thoáng chốc, ngoài căn nhà đá này ra thì núi non chợt vỡ vụn. Mà căn nhà đá này cũng đang sập xuống từng chút một. Người đàn ông im lặng. Cô gái váy trắng nhìn chằm chằm vào người đàn ông hỏi, tại sao vậy? Tại sao ngươi không thể mạnh hơn một chút? Tại sao hả? Người đàn ông không trả lời. Cô gái váy trắng chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi khiến ta rất thất vọng. Nàng nói xong bèn xoay người đi đến vách núi, ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm đằng xa, ánh mắt dần trở nên mờ mịt, ca. Ta sợ quá, ta không muốn vô địch, ta thật sự không muốn vô địch, ca. Khủng hoảng. Đây là lần thứ hai nàng cảm thấy sợ hãi, lần đầu vì năm đó đã mất đi ca ca và giờ là lúc này đây. Tại sao sợ ư? Bởi vì vô địch, nàng thật sự vô địch rồi. Vô địch đến không ai có thể đe dọa được mình. Mà người ban nãy đã xem như hy vọng cuối cùng của nàng, đương nhiên là nàng cũng không cho rằng y có thể giết mình. Nàng chỉ nghĩ có lẽ người nọ sẽ đe dọa được chút với mình. Một chút đe dọa. Chỉ cần một chút thôi là được. Nhưng, nàng đã thất vọng. Hoàn toàn thất vọng. Khi nhìn thấy người đàn ông kia thì một chút hy vọng cuối cùng của nàng cũng đã biến mất. Yếu vậy luôn. Nàng không ngờ đối phương sẽ yếu đến mức đó. Gió nhẹ phất phơ, quần áo của cô gái váy trắng chợt bị thổi bay lên. Mưa càng lúc càng lớn, cô gái váy trắng đứng lặng trên đỉnh trông rất cô đơn. Đúng lúc này, nàng bỗng chậm rãi nhắm mắt lại rồi khẽ nói ca. Đợi huynh vô địch rồi, ta sẽ đi giết hai người kia. Nàng nói xong bèn ngẩng đầu nhìn tinh không đằng xa, vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra đôi chút khinh thường. Vô địch, ở trước mặt ta, ai dám xưng vô địch, bút đại đạo. Diệp Huyên nhìn chiếc bút trong tay, trầm ngâm suy nghĩ,
Ngoại vật. Là ngoại vật siêu cấp. Một chiếc bút lông có thể chém được hàng tỷ vũ trụ tinh hà. Hắn chỉ cần nghĩ là có thể đạt tới bất cứ cảnh giới nào, hắn vừa thử nghiệm thì đã lập tức đạt tới chi huyền cảnh. Mà sau khi đạt tới chi huyền cảnh, hắn nhìn lướt xung quanh, trong thoáng chốc ấy, dường như hắn nhìn thấy được quỹ tích số phận của chúng sinh, có điều không biết là do hắn hay do bút đại đạo mà hắn lại không nhìn thấy kết quả. Diệp Huyên nhìn thử quỹ tích số phận của Thanh Khâu, chỉ lát sau đã nhíu mày. Không ngờ quỹ tích số phận của Thanh Khâu lại mông lung, không thể nhìn rõ. Diệp Huyên trầm mặc. Có vẻ tương lai của nha đầu này không hề bình thường đâu. Diệp Huyên không nghĩ thêm, một lần nữa nhìn bút đại đạo. Tuy có được chiếc bút này nhưng hắn càng phải cẩn thận hơn, bởi vì một thứ đồ như vậy rất dễ khiến con người ta ỷ lại nó. Hắn nghĩ, mình không thể quá ỷ lại thứ này, mình có thể nhờ nó để nâng cao bản thân, bởi vì ngoại vật suy cho cùng cũng chỉ là ngoại vật. Nếu một ngày nào đó bút đại đạo thu hồi chiếc bút này, vậy chẳng phải lúc đó hắn sẽ đau không thể tả sao? Hiện giờ mình có thể nhờ chiếc bút này để nâng cao bản thân. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Huyên liền truyền lực điều khiển bút đại đạo, để bản thân đạt tới chi huyền cảnh. Sau khi đạt tới chi huyền cảnh, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn tỉ mỉ cảm nhận được tất thảy quỹ tích số phận ở xung quanh. Cảm nhận, rồi làm quen dần dần. Quỹ tích số phận. Bởi vì có sự giúp đỡ của bút đại đạo nên hắn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng tất thảy quỹ tích số phận xung quanh mình. Nhưng hắn lại không thể xen vào, nói chính xác hơn thì hắn không thể cưỡng ép can thiệp. Hắn chỉ có thể làm tốt việc của bản thân. Diệp Huyên bắt đầu chậm rãi nghiên cứu về chi huyền cảnh, chi huyền, huyễn hoặc và khó hiểu. Mục tiêu của hắn chính là sau này không cần bút đại đạo mà vẫn có thể đạt tới chi huyền cảnh. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên luôn ở trong thư viện Quan Huyên, nếu không tu luyện thì cũng là đọc sách. Nhờ Diệp Huyên chu cấp tiền bạc, thư viện Quan Huyên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thu về, cả đại điện thư viện Quan Huyên liền được mở rộng gấp đôi. Không chỉ có vậy, thư viện Quan Huyên còn xây dựng thêm mấy tòa lầu chứa sách nữa. Ngoài điều này ra, thư viện Quan Huyên còn thu nhận những người khác, tất nhiên đa phần đều là người bình thường, và cũng chỉ có người bình thường mới có thể tới thư viện Quan Huyên. Sáng sớm, Diệp Huyên lặng lặng nằm trước thư điện, ánh nắng chiếu xuống như rát thêm một lớp kim sa mỏng manh trên người hắn. Diệp Huyên cầm một cuốn sách cổ trong tay trái, tay phải thì nâng một chén linh trà. Bên hông hắn có một chiếc bút không có vỏ. Diệp Huyên đọc rất say sưa, trầm mê không thể tự thoát ra được. Lúc này, một cô gái chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Huyên, đó chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu đưa ly trà trong tay cho Diệp Huyên, thiếu chủ ca ca. Nên đổi ly trà khác rồi. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, cười đáp cảm ơn. Nói xong, hắn đặt chén trà trong tay xuống, sau đó nhận lấy ly trà của Thanh Khâu. Thanh Khâu do dự một lát rồi nói, thiếu chủ ca ca, gần đây ta tu luyện cần ngày càng nhiều. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay đến trước mặt Diệp Huyên. Trong nhẫn không gian có 100 vạn trụ mạch. Thanh Khâu sửng sốt. Diệp Huyên tiếp tục đọc sách, cầm đi mà tu luyện. Thanh Khâu run giọng hỏi, vì sao? Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, vì sao cái gì? Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên với vẻ thắc mắc, vì sao, lại tốt, với ta như vậy? Diệp Huyên chớp mắt, không phải muội gọi ta là thiếu chủ ca ca sao? Ta là ca ca, đối tốt với muội muội của mình chẳng phải là chuyện rất bình thường ư? Thanh Khâu sửng sốt. Diệp Huyên mỉm cười nói, đi tu luyện đi. Thanh Khâu im lặng hồi lâu, mãi sau mới đáp vâng. Nói xong, nàng ta liền cầm lấy nhẫn không gian, quay lưng rời đi. Diệp Huyên nhìn theo bóng lưng Thanh Khâu, lắc đầu bật cười rồi tiếp tục đọc sách. Lúc mặt trời sắp sửa xuống núi, Chi Hiền đột nhiên bước nhanh đi tới bên cạnh Diệp Huyên, thiếu chủ. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, nhìn về phía Chi Hiền, cười hỏi, sao vậy? Chi Hiền hào hứng nói, thiếu chủ, ta vừa mới biết được Tiên Bảo Các ở Tiên Cổ Thành muốn đấu giá một cuốn sách cổ quý giá. Diệp Huyên nhíu mày, sách cổ quý giá. Chi Hiền vội gật đầu. Là thần đạo pháp điển, vừa mới được lấy từ chỗ Tần Quan cô nương, trong đó tổng kết về thần thuật, đạo thuật, pháp thuật, trên thế gian. Vô cùng quý giá.
Tần quan. Diệp Huyên trầm mặc. Chi Hiền hào hứng nói, thiếu chủ, có muốn đi đấu giá không? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó gật đầu, đi. Chi Hiền không kìm được vui vẻ, ta đi cùng thiếu chủ nhé. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó lắc đầu, mình ta đi thôi. Nơi này vẫn cần ngươi kiểm soát mọi chuyện. Chi Hiền lộ ra vẻ do dự, sau đó hơi tiếc nuối đáp, vâng. Diệp Huyên cười nói, đừng tiếc, đợi ta mua về rồi thì ta sẽ cho ngươi xem đầu tiên. Nghe thấy vậy, Chi Hiền liền vui vẻ thấy rõ, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, cười đáp, thật. Chi Hiền bỗng cúi người hành lễ, sau đó vội vàng nói, để ta chuẩn bị xe ngựa cho thiếu chủ. Dứt lời, ông ta liền quay người rời đi. Xe ngựa. Diệp Huyên sửng sốt. Diệp Huyên đi tới cửa chính thì Chi Hiền đã chuẩn bị xong xe ngựa. Ông ta hơi cúi người thi lễ, thiếu chủ, mời người. Diệp Huyên hơi do dự rồi nói, thôi thì xe ngựa cũng được. Sau đó hắn ngồi lên xe, chỉ trong chốc lát, xe ngựa chở hắn đã khuất bóng ở phía xa. Khi biết được tin Tiên Bảo Các muốn đấu giá thần đạo pháp điển, các vũ trụ khác đều vô cùng kinh ngạc. Tần quan. Là ai chứ? Đó chính là các chủ Tiên Bảo Các, là nữ tử hiếm thấy đứng đầu hiện nay. Trước đây, các cảnh giới tu luyện trong vũ trụ không có hệ thống hoàn chỉnh, chính Tần quan cô nương đã chỉnh sửa và cải cách chúng, nhưng đây không phải trọng điểm, quan trọng nhất là cô gái ấy còn sáng tạo thêm một vài cảnh giới mới. Chi huyền cảnh vốn dĩ chia thành 6 cảnh giới nhỏ, nhưng sau khi được Tần quan cô nương chỉnh sửa thì chỉ còn lại 2, một là chi huyền, 2 là động huyền. Điều đáng sợ hơn cả đó là cô ấy còn xóa bỏ cảnh giới phía trên động huyền, đồng thời sáng tạo ra một cảnh giới hoàn toàn mới. Người đặc biệt nhất từ xưa tới nay. Chính là lời đánh giá của các vũ trụ đối với Tần quan. Mà bây giờ, Tiên Bảo Các lại muốn đấu giá thần đạo pháp điển mà cô gái ấy biên soạn ra. Chỉ thoáng chốc, tất cả các vũ trụ đều kinh ngạc sững sờ, ngay sau đó. Rất nhiều cường giả của các thế lực siêu cấp đều đồng loạt đổ xô về Tiên Cổ Thành. Không người nào biết thần đạo pháp điển là thứ gì, nhưng bọn họ đều biết chắc chắn đó không phải thần vật bình thường, vì nó là thứ do Tần quan cô nương biên soạn. Chỉ một lát, rất nhiều người đều ào vào Tiên Cổ Thành, cả tòa thành vô cùng náo nhiệt. Lúc này, xe ngựa cũng đã chở Diệp Huyên vào Tiên Cổ Thành, sau một hồi nghe ngóng, hắn đi tới Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các tại Tiên Cổ Thành có tổng cộng 9 tầng, bề ngoài sang trọng xa hoa, mà giờ phút này, xung quanh Tiên Bảo Các đã có rất nhiều cường giả tập trung. Tất cả đều là người không thể vào trong. Muốn tham gia buổi đấu giá lần này thì nhất định phải có tài sản cá nhân là 500 vạn trụ mạch. Lúc xe ngựa chở Diệp Huyên tới cửa chính của Tiên Bảo Các, ánh mắt của rất nhiều người ở đó đều đổ dồn về phía hắn. Xe ngựa. Chơi trò gì thế? Lúc Diệp Huyên xuống khỏi xe ngựa, sắc mặt của đám người lập tức lộ vẻ kỳ quái. Bởi vì Diệp Huyên ẩn giấu khí tức của bản thân, lại thêm việc sở hữu bút đại đạo, nên thoạt nhìn hắn chỉ là một người bình thường. Trang phục hắn mặc vô cùng bình thường, chỉ là một bộ trường bào màu xanh, trong tay còn cầm theo một cuốn sách cổ, bên hông treo một chiếc bút không có vỏ ngoài, thoạt nhìn đúng là nghèo nàn, đặc biệt là chiếc bút, trông rẻ rúm tới độ còn chẳng có cả nắp đậy. Diệp Huyên không để ý đám người xung quanh mà đi thẳng về phía Tiên Bảo Các. Con người sống trên đời đừng nên quá để ý tới ánh mắt của kẻ khác, bởi vì ngươi sống cho bản thân, chứ không phải sống cho người khác. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là, hắn cảm thấy hắn cũng chẳng giàu bằng những người vây quanh đây. Xem thường ta hả? Đùa chắc. Có thực lực thì mới có thể hoàn toàn phớt lờ ánh mắt người khác, bởi vì ngươi giỏi giang hơn hẳn bọn họ. Khi Diệp Huyên đi tới cửa Tiên Bảo Các, một cô gái đã chắn ngay trước mặt hắn. Nàng ta chừng 20 tuổi, mặc một bộ váy dài màu trắng, tóc dài tung bay, khí chất dịu dàng, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Cô gái nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, công tử, người hãy đưa ra thứ chứng minh tài sản của mình. Tài sản. Diệp Huyên sửng sốt, tài sản gì cơ? Cô gái mỉm cười giải thích, muốn tham gia hội đấu giá lần này thì phải sở hữu tài sản ít nhất 500 vạn trụ mạch. 500 vạn trụ mạch. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ra vậy. Dứt lời, hắn liền lấy nhẫn không gian của mình ra, nhưng đúng lúc này,
một âm thanh ngạc nhiên bỗng nhiên truyền tới, là đại tiểu thư Tiên Cổ Yêu. Tiên Cổ Yêu. Tất cả mọi người quanh đó đều nhìn về một phía. Cách đó không xa, một cô gái đang chậm chậm đi tới, trang phục trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng chẳng khác nào núi băng. Tiên Cổ Yêu vừa mới xuất hiện đã khiến đám đàn ông có mặt nín thở. Quá đẹp! Chắc chắn đây chính là hình tượng người yêu trong mộng của vô số đàn ông. Nhưng chỉ một lát, đám đàn ông vây xem đã đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này, Tiên Cổ Yêu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, lúc thấy hắn, nàng ấy bỗng sững người. Diệp Huyên mỉm cười, yêu cô nương. Đám người có mặt nghe thấy vậy lập tức sửng sốt. Thiếu niên này quen biết Tiên Cổ Yêu sao? Tiên Cổ Yêu chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Huyên, người cũng đến tham gia hội đấu giá lần này à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, đến xem thử. Tiên Cổ Yêu hơi trầm ngâm, sau đó nói, đi cùng nhé. Đi cùng. Nàng ấy vừa dứt lời, đám người tu luyện có mặt đều trợn mắt há hốc miệng. Tiên Cổ Yêu lại mời thiếu niên đó ư? Diệp Huyên mỉm cười, rất vinh hạnh. Tiên Cổ Yêu khẽ gật đầu, nàng ấy liếc qua chiếc bút bên hông Diệp Huyên, do dự một lát mới hỏi, đây là... Diệp Huyên chớp mắt, cô muốn biết à? Tiên Cổ Yêu gật đầu. Diệp Huyên mỉm cười, hắn đi tới gần Tiên Cổ Yêu, sau đó cúi sát bên tai nàng ấy, nói khẽ, bút đại đạo. Bút đại đạo. Tiên Cổ Yêu sửng sốt. Giờ phút này, nàng ấy đã không để ý tới chuyện Diệp Huyên đang đứng quá gần mình. Còn đám người tu luyện có mặt ở nơi này đều ngây ngẩn cả mặt. Thân mật tới vậy sao? Không ngờ hai người kia lại thân mật tới mức đó. Diệp Huyên lại chớp mắt lần nữa, ta chỉ nói cho mỗi mình cô thôi. Dứt lời, hắn quay lưng đi tới cửa Tiên Bảo Các. Cô gái thanh tú nhìn Diệp Huyên và Tiên Cổ Yêu một lát, hơi do dự, cuối cùng không còn yêu cầu Diệp Huyên đưa tài sản ra nữa. Tiên Cổ Yêu trầm mặc một lát, sau đó đi vào theo. Tiên Cổ Thành. Trong đại điện, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi uống trà, trước mặt bà ta là một ông lão đang cúi người nói nhỏ gì đó. Một lát sau, người phụ nữ nhíu mày, thân mật thế ư? Ông lão gật đầu. Người phụ nữ xinh đẹp hỏi, phản ứng của yêu nhi thế nào? Ông lão thoáng do dự, sau đó nói, không có bất cứ phản ứng gì cả. Người phụ nữ nghe vậy liền xa sầm mặt, một lát sau, bà ta chậm rãi nhắm mắt lại, quan sát thêm đi. Ông lão gật đầu, im lặng lui xuống, ánh mắt của người phụ nữ ngồi trong điện dần trở nên lạnh băng, không phải con chó con mèo nào cũng xứng với yêu nhi của nhà ta. Sau khi tiến vào Tiên Bảo Các, tầm mắt lập tức trống trải. Vị trí lúc này của hắn là một quảng trường rộng lớn có thể chứa hơn 10 vạn người, chính giữa lại là một sân khấu có chiều dài và rộng hơn 10 trượng. Giờ phút này, trên sân khấu có 6 cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang múa. 6 người họ đều có dáng người quyến rũ, ăn mặc cực kỳ hở hang, lộ đùi, lộ bụng chỉ khoác một tấm lụa mỏng. Khi múa, rất nhiều bộ phận đều lúc ẩn lúc hiện trông hết sức gợi tình. Nhưng cũng không thấp kém. Đặc biệt là cô gái dẫn đầu đeo khăn che mặt, tuy không thấy được khuôn mặt, nhưng từ đường cong khái quát thì chắc chắn là nghiêng nước nghiêng thành. Nhất là dáng người của nàng ấy, quả thật là cực kỳ nóng bỏng, đủ để khiến vô số đàn ông phạm tội. Diệp Huyên cũng không kiềm được nhìn cô gái che mặt kia mấy lần, đương nhiên là ánh mắt của hắn cũng hết sức trong suốt, không hề có chút đáng khinh nào. Từ sau khi đọc sách, tư tưởng của hắn đã trở nên trong sáng, rất ít có những suy nghĩ lệch lạc. Lúc này, khi Diệp Huyên và Tiên Cổ Yêu bước vào thì trong đại điện đã tụ tập một số người, cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 người. Mà giờ hai người đến cũng khiến cho ánh mắt của nhiều người trong đại điện đổ dồn về. Đương nhiên, đa số đều đang nhìn Tiên Cổ Yêu. Tiên Cổ Yêu vẫn hết sức bình tĩnh, nàng ấy đã quá quen với những ánh mắt như vậy. Dù sao cũng là người đẹp. Lúc này, một ông lão bỗng chậm rãi bước đến trước mặt Tiên Cổ Yêu hơi khom lưng nói, Tiên Cổ Yêu cô nương, tại hạ là Nam Khánh hội trưởng chi nhánh Tiên Bảo Các, cô cần gì bảo ta một tiếng là được. Tiên Cổ Yêu khẽ gật đầu, cảm ơn. Nam Khánh mỉm cười, Tiên Cổ Yêu cô nương. Chỗ của cô ở vị trí thứ nhất trước sân khấu, xin hãy đi theo ta. Ông ta nói xong bèn xoay người dẫn đường.
Tiên cổ yêu đi theo nhưng chưa được mấy bước đã dừng lại quay đầu nhìn Diệp Huyên, hơi khó hiểu hỏi, sao ngươi không đi? Diệp Huyên chớp mắt nói, ông ta nói chỗ cô ở vị trí thứ nhất chứ có nói chỗ ta ở đó đâu. Ta. Tiên cổ yêu lại khẽ lắc đầu nói, ngươi ngồi với ta. Nàng ấy nói xong hơi ngừng lại rồi nhìn Nam Khánh hỏi, có vấn đề gì không? Nam Khánh ngó Diệp Huyên, mỉm cười đáp, đương nhiên không rồi. Cứ thế, Diệp Huyên và Tiên Cổ Yêu đều ngồi ở vị trí thứ nhất. Xong, ánh mắt của nhiều người trong đây cũng đổ dồn lên người Diệp Huyên. Có tò mò, có ghen tị. Dù sao, ai cũng biết Tiên Cổ Yêu luôn chẳng có sắc mặt tốt với đàn ông. Nhưng giờ, nàng ấy thế mà lại ngồi song song với một người đàn ông. Hiện trường, ngày càng có nhiều người tò mò đánh giá Diệp Huyên. Diệp Huyên bỗng cười nói, y như bị kim chích ngay lưng. Tiên cổ yêu quay đầu liếc Diệp Huyên hỏi, ngươi sợ hả? Diệp Huyên lắc đầu, không sợ. Tiên cổ yêu im lặng một lát rồi nói, ngươi rất tự tin đến nỗi khiến ta phải kinh ngạc. Diệp Huyên cười cũng không nói gì, chỉ nhìn mấy cô gái đang múa trên sân khấu, chính xác hơn là nhìn cô gái đeo khăn che mặt kia. Nhưng ngoài thưởng thức ra thì trong mắt của hắn còn có một vẻ gì đó. Hắn có được bút đại đạo nên có thể phá hủy hết mọi cách ẩn núp. Tiên cổ yêu nhìn sáu cô gái đang múa trên sân khấu bỗng hỏi, đẹp không? Diệp Huyên hơi kinh ngạc, sau đó cười hỏi, cô đang hỏi múa hay người? Tiên cổ yêu lạnh nhạt nói, múa và người. Diệp Huyên mỉm cười, múa đẹp nhưng người còn đẹp hơn. Mặt mày tiên cổ yêu vẫn không chút thay đổi. Diệp Huyên tiếp tục thưởng thức. Người trong sáng thì nhìn cái gì cũng đơn giản, chẳng hạn như hắn. Đúng lúc này, tiên cổ yêu lại hỏi, các nàng đẹp hay ta đẹp? Nàng ấy hỏi xong thì sửng sốt. Tại sao mình phải hỏi như vậy? Tại sao lại phải tự so sánh với những vũ công ấy? Nàng ấy nghĩ đến đây không khỏi cau mày, có chút bực bội đối với sự lỡ miệng của mình ban nãy, nhưng đã nói ra thì cũng không thể thu hồi lại được nữa. Diệp Huyên cười hỏi, yêu cô nương, vấn đề này của cô. Ta cũng khó mà trả lời, có thể không trả lời không? Tiên cổ yêu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên hỏi, khó trả lời lắm hả? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, yêu cô nương, vẻ ngoài xinh đẹp chẳng qua chỉ là một cái túi da thôi, linh hồn tốt đẹp mới thật sự cao cả. Yêu cô nương, có biết tại sao ta thích cô không? Thích mình. Tiên cổ yêu sửng sốt, đây là đang tỏ tình. Thoáng chốc, tim nàng ấy chợt đập nhanh hơn nhưng chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại. Lúc này, Diệp Huyên bỗng cười nói, bởi vì tiên cổ yêu cô nương có một linh hồn cao cả. Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên hỏi, nghĩa là sao? Diệp Huyên cười, ta từng nhìn thấy một câu như thế này trong một cuốn sách cổ, cao thủ chân chính sẵn lòng dùng tự do của kẻ yếu làm ranh giới. Hắn nói xong bèn ngó tiên cổ yêu cười nói, ta và cô nương vừa gặp thì cô đã thích Thanh Khâu. Muốn nhận muội ấy làm đệ tử, nhưng cô cũng rất tôn trọng mong muốn của chúng ta. Hơn nữa, còn tôn trọng chúng ta. Ta cảm thấy, cao thủ nên như thế. Một cao thủ bằng lòng nói lý lẽ và tôn trọng kẻ yếu. Ta cảm thấy, đây mới là kẻ mạnh thật sự. Người bắt nạt kẻ yếu thì thực lực có mạnh đến mấy cũng không xứng làm kẻ mạnh. Tiên cổ yêu im lặng một lát mới nói, Diệp công tử, ngươi là một người đàn ông khác biệt. Diệp Huyên. Đúng lúc này. Một thanh niên đi tới rồi bước đến trước mặt tiên cổ yêu cười chào hỏi, yêu cô nương, lâu rồi không gặp. Tiên cổ yêu khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì. Thanh niên cũng không xấu hổ, lập tức mỉm cười nói, yêu cô nương đến đây cũng vì, thần đạo pháp điển, kia ư. Tiên cổ yêu gật đầu, mặt mày nhàn nhạt, thậm chí là có hơi lạnh lùng. Thanh niên cười nói, xem ra, mục đích của chúng ta giống nhau rồi. Tiên cổ yêu liếc thanh niên nói, có lẽ ngôn công tử nói một câu vô nghĩa rồi, hôm nay ai tới đây mà không vì thần đạo pháp điển cơ chứ? Đây cũng không phải là lạnh lùng nữa, mà là chẳng chút khách sáo. Thanh niên nghe vậy vẻ mặt lập tức cứng lại, có hơi xấu hổ, nhưng chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại. Y bỗng nhìn về phía Diệp Huyên nói sang chuyện khác, vị huynh đài này là. Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Thanh niên cũng cười, hóa ra là Diệp Huynh, không biết Diệp Huynh đến từ nơi nào. Đến từ nơi nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, đến từ Thanh Thành.
Thanh niên suy nghĩ một lúc rồi cau mày hỏi, Thanh Thành. Diệp Huyên gật đầu. Thanh niên lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Diệp Huyên cười nói, chỉ là một địa phương nhỏ, các hạ chưa nghe bao giờ cũng bình thường. Còn ta, chỉ là một người đọc sách bình thường thôi. Thanh niên cũng cười, Diệp Huynh khiêm tốn rồi. Có thể được tiên cổ yêu cô nương nhìn chúng sao có thể là người bình thường. Tiên cổ yêu bên cạnh nghe vậy khẽ cau mày, hiển nhiên đã hơi bực. Diệp Huyên ngó tiên cổ yêu cười nói, ta cũng rất vinh hạnh. Tiên cổ yêu nghe thấy thế lập tức liếc Diệp Huyên, cái liếc này có thể nói là hết sức quyến rũ, ngay cả nàng ấy cũng không nhận ra điều ấy. Hiện trường, tất cả mọi người đều nhìn thấy cái liếc ấy. Thoáng chốc, bọn họ đều sửng sốt. Có điềm. Quan hệ của hai người này tuyệt đối không bình thường. Mà Ngôn công tử kia thấy thế thì sửng sốt, sau đó sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Ghen tị. Y theo đuổi tiên cổ yêu đã không phải bí mật gì, mà người đời cũng xem trọng mình vì y là thiếu chủ Ngôn Biên Nguyệt của Thiên Đạo Thành. Gia thế hai bên đều ngang nhau, còn trai tài gái sắc, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng chỉ có y biết tiên cổ yêu không có cảm giác gì với mình. Ngôn Biên Nguyệt cũng thấy bình thường, dù sao tiên cổ yêu đối với người đàn ông nào cũng như vậy. Nhưng giờ phút này, y phát hiện tiên cổ yêu lại đối xử hoàn toàn khác biệt với người đàn ông trước mặt. Mập mờ. Thật sự mập mờ. Ngôn Biên Nguyệt mặt mày âm trầm, còn không thèm che giấu. Tiên cổ yêu thấy vẻ mặt của Ngôn Biên Nguyệt thì cau mày. Giờ phút này, nàng hơi hối hận vì tiên cổ yêu biết cái liếc kia khiến cho rất nhiều người hiểu lầm. Hơn nữa, còn có khả năng mang lại vô số rắc rối cho Diệp Huyên. Bấy giờ, Ngôn Biên Nguyệt chợt liếc Diệp Huyên một cái rồi xoay người rời đi. Đương nhiên là y sẽ không ngu đến mức nổi giận ở đây, một là sẽ đắc tội tiên bảo các, hai là sẽ đắc tội tiên cổ yêu. Có điều, y cũng không vội, dù sao còn có cơ hội. Sau khi Ngôn Biên Nguyệt rời đi, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Huyên và tiên cổ yêu cũng trở nên kỳ lạ. Tiên cổ yêu bỗng nói, sau khi kết thúc, chúng ta cùng rời khỏi đây. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, cô định bảo vệ ta cả đời hả? Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên, im lặng, người đàn ông trước mặt khá là không đứng đắn, nhưng sao mình lại không hề ghét hay phản cảm? Diệp Huyên lại chợt cười nói, không sao đâu. Tiên cổ yêu khẽ nói, Diệp công tử thật sự rất thần bí. Đến giờ, ta vẫn đang xem nhẹ ngươi đúng không? Diệp Huyên cười hỏi, ý cô là khía cạnh nào? Thực lực hay ra thế? Tiên cổ yêu nhìn Diệp Huyên đáp, cái nào cũng có. Diệp Huyên ngó tiên cổ yêu khẽ cười nói, cô muốn biết hả? Nếu muốn thì ta sẽ nói cho cô biết. Tiên cổ yêu nhìn thẳng vào Diệp Huyên hỏi, ngươi bằng lòng nói hả? Diệp Huyên cười, nếu là người khác thì ta không muốn. Nhưng nếu là cô hỏi thì ta sẵn lòng. Tiên cổ yêu cau mày hỏi, tại sao? Diệp Huyên cười đáp, vì yêu cô nương đối xử với ta một cách chân thành nên đương nhiên ta cũng sẽ như thế. Tiên cổ yêu im lặng một lát mới nói, ta muốn biết. Diệp Huyên sát lại gần tiên cổ yêu, khẽ nói, trong vũ trụ này, nơi ánh mắt cô nương có thể nhìn thấy thì không ai đỡ nổi được một kiếm của ta hết. Tiên cổ yêu sửng sốt. Diệp Huyên cười rồi ngẩng đầu nhìn màn múa trên sân khấu. Tiên cổ yêu im lặng một lúc lại hỏi, còn ra thế? Diệp Huyên vẫn hết sức thong dong, trên mặt treo nụ cười nhạt, gió lớn khinh cuồng thế gian, gia tộc đứng đầu chư thiên vạn giới. Tiên cổ yêu im lặng nhìn Diệp Huyên. Hắn đang lừa mình ư? Tiên cổ yêu chậm rãi nhắm mắt lại, nàng ấy không biết vì lúc này nàng ấy đã không thể phân biệt được Diệp Huyên đang nói thật hay nói xạo. Đúng lúc này, hội trưởng Nam Khánh của chi nhánh Tiên Bảo Các bỗng bước lên sân khấu, sáu cô gái đang múa lập tức ngừng lại. Khi các nàng đi xuống thì cô gái đeo khăn che mặt bỗng liếc Diệp Huyên, đáy mắt ánh lên nét cười. Nam Khánh liếc nhìn mọi người trong sân, giờ đây trong điện đã tụ tập hơn 100 người. Rất nhiều. Nam Khánh mỉm cười rồi mới nói, cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi đấu giá lần này. Hôm nay... chúng ta chỉ bán đấu giá một kiện thần vật duy nhất đó là, thần đạo Pháp Điển, do các chủ tiên bảo các biên soạn. Về nó thì ta cũng chưa đọc bao giờ, nhưng các chủ từng nói bất cứ ai tu luyện nó đều có thể vô địch trong cùng cảnh giới, khiêu chiến vượt cấp cũng đơn giản như uống nước, thậm chí còn có khả năng vượt tận 2 cấp.
Ông ta nói đến đây thì ngừng lại một chút mới nói tiếp, ta cũng không nói nhiều nữa, giờ sẽ bắt đầu luôn. Giá khởi điểm là 500 vạn trụ mạch. 500 vạn trụ mạch. Diệp Huyên nghe vậy khẽ thở dài. Tần quan, đây mới thật sự là một phú bà siêu cấp. Nếu lấy thần đạo pháp điển ra bán đấu giá ở các vũ trụ thì hắn thật sự không dám tưởng tượng. Giờ Diệp Huyên đã biết tại sao tần quan lại gọi là tần quan. Tần quan bằng quán tiền. Quan chủ. Không, hắn cảm thấy gọi là quán chủ thích hợp hơn. Chẳng mấy chốc, giá cả đã lên đến 1.500 vạn trụ mạch. Diệp Huyên nhìn mà ngại. Khi Đông Lý Nam đi có để lại một số trụ mạch cho hắn, cộng thêm số trụ mạch hắn lấy được từ Thiên Yêu tộc và Tiên Lăng thì tổng cộng cũng chưa đến 700 vạn. Trước đó có tiêu một ít nên giờ còn lại khoảng 600 vạn. Hiển nhiên, thần đạo pháp điển kia không có duyên với hắn rồi. Đương nhiên, đó là tình huống bình thường. Còn nếu không bình thường thì... Tần quan viết thần đạo pháp điển thì mình có cần thiết phải mua không? Có cần thiết không? Ngây thơ quá rồi. Chẳng bao lâu sau, thần đạo pháp điển kia đã bị đẩy lên tới 2.000 trụ mạch. Phải công nhận rằng đây là một cái giá trên trời. Mà trong điện, người ra giá cũng càng ngày càng ít. Còn người ra giá cao nhất chính là Ngôn Biên Nguyệt, vì Ngôn gia cũng làm buôn bán, hơn nữa còn là buôn bán lớn. Ở trong vũ trụ chư thần này, có sản nghiệp gần bằng tiên bảo các nên cực kỳ giàu có. Khi Ngôn Biên Nguyệt ra 2.800 trụ mạch thì đã không có ai dám ra giá tiếp. Nam Khánh thấy không ai ra giá định gõ búa thì bấy giờ Ngôn Biên Nguyệt bỗng đứng dậy nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, Diệp công tử, ta vừa quan sát thì thấy hình như ngươi chẳng ra giá lần nào. Hay là, ngươi đến đây là để ăn chùa uống chùa. Ta đùa thôi, ngươi đừng giận nhé. Tiên cổ yêu thấy Ngôn Biên Nguyệt nhằm vào Diệp Huyên thì lập tức cau mày định mở miệng, song Diệp Huyên lại bỗng cười hỏi, Ngôn công tử. Ngươi vì tiên cổ yêu cô nương nên mới nhằm vào ta hả? Ngôn Biên Nguyệt nghe vậy sửng sốt. Hiển nhiên là y không ngờ Diệp Huyên sẽ trực tiếp như vậy. Mọi người có mặt ở hiện trường cũng sửng sốt, không ngờ Diệp Huyên sẽ trực tiếp như vậy vì họ đều có thể nhận ra Ngôn Biên Nguyệt vì tiên cổ yêu mới nhằm vào Diệp Huyên. Chỉ là, thường đều nhận ra chứ không nói huỵch tuẹt ra. Diệp Huyên mỉm cười ngó tiên cổ yêu rồi nghiêm túc nói, yêu cô nương là một cô gái rất tốt. Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ thích, ta cũng không ngoại lệ. Dù sao, lòng thích cái đẹp thì ai chẳng có. Ta hiểu mà, thế nhưng, Ngôn công tử, nếu ngươi muốn dùng cái cách đê hèn ấy thu hút sự chú ý của nàng, thậm chí là muốn nàng thích mình thì ngươi sai rồi. Yêu cô nương không phải một người tầm thường, mà là một người có chủ kiến, có linh hồn và nhân cách cao cả. Cái hành động ấy của ngươi rất bỉ ổi, mà một người bỉ ổi thì thường nhân phẩm cũng chẳng ra sao. Hắn nói xong lại cười, ta nói thật, ta không có tiền và thực lực bằng ngươi, càng không có gia thế hùng hậu như ngươi. Nếu ngươi cảm thấy dựa vào việc dẫm lên ta mà khiến mình thấy hơn người và thể hiện được trước mặt yêu cô nương thì... ngươi thắng rồi đó, mọi người. Chấm chấm chấm. Tĩnh lặng. Bầu không khí tĩnh lặng như chết chóc. Tất cả đám người có mặt đều ngây dại. Người trong điện đều không phải người bình thường. Làm gì có ai không hiểu hành động trước đó của Ngôn Biên Nguyệt chứ? Rõ ràng y muốn đè ép Diệp công tử kia, sau đó gây chú ý với tiên cổ yêu, rồi chiếm được trái tim người đẹp. Dù biết nhưng chẳng ai nói thẳng. Nhưng không ngờ Diệp Huyên lại là người nói toạc ra. Xấu hổ. Ai xấu hổ? Tất nhiên là Ngôn Biên Nguyệt rồi, ánh mắt của đám người có mặt đổ dồn về phía y chẳng khác nào đang nhìn một thằng hề. Mà lúc bọn họ nhìn về phía Diệp Huyên thì trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ bội phục. Bất kể xét về thực lực hay tài lực, thì khí độ, sự tự tin và cơ trí kia không phải là thứ mà người bình thường có được. Đằng sau sân khấu, một cô gái đeo mạng che mặt đang dõi theo Diệp Huyên, nàng ta chính là người múa chính lúc trước, sở dĩ nàng ta chú ý đến Diệp Huyên cũng vì cuộc đối thoại giữa hắn và tiên cổ yêu đã bị nàng ta nghe thấy. Từ trong miệng Diệp Huyên, nàng ta đã nghe ra được sự tôn trọng và ca ngợi. Giờ phút này, lúc nghe Diệp Huyên nói vậy, đôi mắt xinh đẹp của cô gái lại nhiều thêm một ánh sáng khác lạ. Tại một góc hẻo lánh, một cô gái mặc áo bào đen cũng đang nhìn Diệp Huyên. Cô ta đeo mặt nạ màu bạc, tuy chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt và nửa bên mặt,
nhưng chỉ chừng đó thôi cũng khiến rất nhiều cô gái khác bị lu mờ trước nửa gương mặt kia. Người này chính là một trong hai người đẹp nổi danh khắp các vũ trụ sánh ngang với tiên cổ yêu, giới chủ vân giới thần Lam. Cũng là một trong những cường giả cấp cao của các vũ trụ hiện giờ. Thần Lam đột nhiên nói, ta muốn tất cả tư liệu về Diệp công tử kia. Một cường giả tuyệt thế phía sau nàng ta im lặng lui xuống. Trong điện, sắc mặt Ngôn Biên Nguyệt vô cùng khó coi, y đứng sững tại chỗ, nhất thời không biết nên đáp trả thế nào. Tình cảnh này quá mức xấu hổ. Tiên cổ yêu ngồi cạnh Diệp Huyên bỗng dưng đứng dậy, nhìn về phía Ngôn Biên Nguyệt, Diệp công tử là bạn ta, người bất mãn với hắn tức là bất mãn với ta. Bạn. Nghe vậy, sắc mặt của đám người có mặt ở đây lập tức trở nên kỳ quái. Nghe thấy lời tiên cổ yêu nói, Diệp Huyên lắc đầu cười, rõ ràng là bởi sau khi tiên cổ yêu nói ra câu đó, thì chỉ e hắn sẽ có thêm không ít kẻ địch. Nhưng thế thì đã sao? Sau khi nghe tiên cổ yêu nói vậy, sắc mặt Ngôn Biên Nguyệt lại càng khó coi hơn trước. Y biết rằng mình đã khiến tiên cổ yêu ghét bỏ rồi. Nghĩ tới đây, Ngôn Biên Nguyệt lạnh lùng nhìn Diệp Huyên. Lúc này, Nam Khánh vội vàng đi ra hòa giải, ông ta cười nói, các vị có ai ra giá cao hơn không? 3.000 vạn. Đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ trong góc. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Người phát ra tiếng là một cô gái mặc váy đen, đó chính là Thần Lam, nhưng vì có quá ít người từng được gặp Thần Lam nên không có ai nhận ra thân phận của nàng ta. Ngôn Biên Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Thần Lam, sau đó nói, 3.500 vạn. Thần Lam mặt không lộ cảm xúc, 5.000 vạn. 5.000 vạn. Cả hội trường đấu giá bỗng nhiên xôn xao. 5.000 vạn. 5.000 vạn trụ mạch không phải một con số nhỏ, không đúng, phải nói là một khoản tiền siêu siêu lớn, ngay cả một vài thế lực siêu cấp cũng chưa chắc có thể lấy ra được. Cho dù là tiên bảo các dầu nứt đố đổ vách, ngoài các chủ gia thì chẳng có bất cứ phân hội nào có thể lấy ra được số tiền đó. Ngôn Biên Nguyệt cũng kinh ngạc, y không ngờ lại có người ra giá 5.000 vạn. 5.000 vạn. Đến cả Ngôn gia cũng không thể nào lấy ra được nhiều trụ mạch như vậy trong thời gian ngắn. Mà dù có xoay sở đủ thì cũng ảnh hưởng khá lớn đến tài sản của gia tộc. Sắc mặt Ngôn Biên Nguyệt vô cùng khó coi, y biết Ngôn gia sắp sửa tuột khỏi tay cuốn thần đạo pháp điển này rồi. Trên sân khấu, Nam Khánh nhìn lướt bốn phía, sau đó hào hứng nói, còn ai ra giá nữa không? Cả hội trường yên tĩnh. 5.000 vạn. Ai mà ra giá hơn được nữa? Diệp Huyên cũng không kìm được nhìn thoáng qua Thần Lam, 5.000 vạn, đúng là một phú bà. Lúc này, Nam Khánh đột nhiên hô to, Thành Giao. Thành Giao. Lời vừa dứt, Nam Khánh liền nâng một chiếc hộp đi về phía Thần Lam. Ánh mắt của những người có mặt đều đổ dồn về phía chiếc hộp, lộ vẻ tham lam, hâm mộ, thậm chí còn có cả lạnh lùng. Nhưng không một ai dám ra tay. Vì nơi đây chính là tiên bảo các, ai dám giật đồ ngay trong tiên bảo các cơ chứ? Chán sống thì có, Nam Khánh nâng hộp đi đến trước mặt Thần Lam, sau đó đưa cho nàng ta, cô nương, mời nhận hàng. Thần Lam lấy ra một chiếc nhẫn không gian đặt vào tay Nam Khánh, sau đó mở hộp ra. Cầm lấy cuốn thần đạo pháp điển lật xem. Sau một hồi im lặng, nàng ta khép sách lại, rồi nói, 100 triệu trụ mạch cũng đáng giá. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Xứng với cái giá 100 triệu trụ mạch. Đám người có mặt trong điện lập tức sôi trào. Rõ ràng giá trị của cuốn thần đạo pháp điển này còn vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Sắc mặt Ngôn Biên Nguyệt vẫn khó coi như cũ, lúc này y bỗng thấy hối hận. Nếu thật sự giành được món đồ đó, có lẽ sẽ giúp Ngôn gia nâng cao không ít. Đáng tiếc nó thật sự quá đắt đỏ. Ngôn gia có thể bỏ ra 5.000 vạn, nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến tài sản, thậm chí còn động đến nền tảng gia tộc. Ngôn Biên Nguyệt chỉ đành thở dài, nhưng sau đó xoay người rời đi, có điều lúc rời đi, y lạnh lùng liếc nhìn tiên cổ yêu và Diệp Huyên cách mình khá xa. Ở nơi xa, tiên cổ yêu đột nhiên nói. Ngày kia là lễ thành hôn của đệ đệ ta, ngươi có muốn tới không? Diệp Huyên sửng sốt, thành thân. Tiên cổ yêu gật đầu, với tam tiểu thư của huyền giới. Diệp Huyên ngẫm nghĩ giây lát, sau đó cười đáp, được. Tiên cổ yêu khẽ gật đầu, ngày kia gặp. Nói rồi,
nàng ấy đứng dậy rời đi. Trong điện, Diệp Huyên ngồi im một lát, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn vốn định đi tìm Nam Khánh, nhưng bỗng nhận ra chẳng biết Nam Khánh đã rời đi từ bao giờ. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành đến tìm một quản sự của Tiên Bảo Các, chính là cô gái thanh tú tiếp đãi khách khứa ở bên ngoài. Diệp Huyên nhìn cô gái thanh tú trước mặt, mỉm cười, nhớ cô thông báo với hội trưởng Nam Khánh, nói là ta có việc muốn tìm. Cô gái thanh tú thoáng do dự, sau đó nói, xin chờ một lát. Dứt lời, nàng ta quay lưng rời đi. Trong một căn phòng nào đó, Nam Khánh đang ngồi trò chuyện cùng Ngôn Biên Nguyệt. Thấy cô gái thanh tú bước tới, Nam Khánh bỗng hỏi, có việc gì? Cô gái thanh tú khẽ gật đầu, vừa nãy Diệp công tử cầu kiến. Diệp công tử. Nam Khánh hơi ngẩn người, Diệp công tử nào? Cô gái thanh tú vội vàng đáp, chính là Diệp công tử đi cùng Tiên Cổ Yêu. Nghe thấy vậy, Ngôn Biên Nguyệt bỗng nheo mắt. Nam Khánh thoáng do dự giây lát, sau đó hỏi, Tiên Cổ Yêu cô nương cũng ở đó à? Cô gái thanh tú lắc đầu. Thế là Nam Khánh lập tức lắc đầu, không gặp. Cô gái thanh tú hơi cúi người, sau đó lui ra ngoài. Trong gian phòng, Ngôn Biên Nguyệt khẽ cười nói, Nam Khánh hội trưởng, làm vậy hình như không tốt lắm đâu. Nam Khánh cười bảo, Ngôn công tử, ta muốn làm bạn bè với công tử hơn. Rõ ràng ông ta đã lựa chọn về phe Ngôn Biên Nguyệt. Nhưng điều này cũng là lẽ thường, Ngôn gia chính là một tộc lớn, có rất nhiều mối làm ăn cùng Tiên Bảo Các, như vậy mới mang lại lợi ích lớn cho ông ta. Ngôn Biên Nguyệt cười nói, Nam Khánh hội trưởng, chúng ta là bạn bè thân thiết. Dứt lời, y đứng dậy, trong tộc còn có việc, hôm khác rồi trò chuyện sau nhé. Nam Khánh khẽ gật đầu, Ngôn công tử, hẹn ngày khác gặp. Ngôn Biên Nguyệt ôm quyền tạm biệt, sau đó quay người rời đi. Ở bên ngoài, Diệp Huyên nhìn cô gái thanh tú trước mặt, hắn không đồng ý gặp ta sao? Cô gái thanh tú gật đầu, nàng ta thoáng do dự, sau đó nói, hội trưởng đang ngồi cùng Ngôn công tử. Ngôn Biên Nguyệt. Diệp Huyên mỉm cười, ta hiểu rồi. Cô gái thanh tú đắn đo giây lát rồi nói, hay là công tử đợi Ngôn công tử đi đã, sau đó ta vào báo lại giúp công tử. Diệp Huyên chớp mắt, cô tên gì? Cô gái thanh tú hơi ngẩn ra, sau đó nói khẽ A Nguyệt. Diệp Huyên lại hỏi, làm ở đây bao lâu rồi? A Nguyệt giơ ba ngón tay, 30 năm. Diệp Huyên chớp mắt, vậy mà vẫn phải làm người đón tiếp khách khứa. A Nguyệt gật đầu, ta cảm thấy tốt mà, có thể học được rất nhiều thứ. Diệp Huyên cười hỏi, ví dụ như. A Nguyệt hơi do dự một lát rồi nói, ví dụ như không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sau đó, nàng ta nhìn Diệp Huyên, khẽ nói, chắc chắn công tử không phải người đơn giản. Diệp Huyên giơ tay ra, đưa tay đây. A Nguyệt ngây ra. Diệp Huyên bỗng nắm lấy tay A Nguyệt, chỉ nhìn chốc lát rồi cười nói, tướng tay của cô cũng khá được. Chắc hẳn hôm nay cô sẽ thăng chức. Nói rồi, hắn đột nhiên lấy ra một chiếc lệnh bài, đặt vào tay A Nguyệt, có nhận ra thứ này không? A Nguyệt nhìn lệnh bài trong tay, lắc đầu, không biết. Diệp Huyên mỉm cười, mang nó đi cho hội trưởng của các cô coi. A Nguyệt thoáng do dự. Diệp Huyên cười nói, vừa nãy cô vào một lần rồi, sợ lần này vào sẽ khiến hội trưởng của các cô không vui, đúng không? A Nguyệt gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, không sao đâu, vì người kia có lẽ sắp không còn là hội trưởng nữa rồi. A Nguyệt ngây ra. Một lát sau, A Nguyệt mới thấp thỏm đi tới gian phòng của Nam Khánh thêm lần nữa. Lúc nhìn thấy A Nguyệt, Nam Khánh liền nhíu mày, thiếu niên kia vẫn chưa đi à? A Nguyệt gật đầu, vâng. Nam Khánh lắc đầu, thiếu niên đó có thể đi cùng Tiên Cổ Yêu cô nương, hẳn là có điểm bất phàm. Nhưng ta lại không nghĩ điều đó liên quan gì tới hắn, người biết tại sao không? A Nguyệt lắc đầu. Nam Khánh khẽ cười, bởi vì hắn đã đắc tội với Ngôn Biên Nguyệt, cũng tức là đắc tội Ngôn gia. Tuy hiện giờ hắn vẫn chưa sao, nhưng chẳng bao lâu nữa, có lẽ sẽ chết oan mà thôi. Ông ta ngừng lại giây lát, sau đó tiếp tục, những người làm nghề như chúng ta có năng lực lớn hay không không quan trọng, quan trọng nhất là phải có mắt nhìn, phải học được cách chọn đội. Về lâu về dài, chọn sai đội thì sẽ mãi mãi không thể quay đầu. Dứt lời, ông ta phất tay, bảo người kia đi đi,
nếu thông minh thì cậu ta sẽ biết bản thân nên có thái độ thế nào. A Nguyệt do dự một lát, sau đó lấy hết dũng khí đi tới trước mặt Nam Khánh, đặt lệnh bài kia xuống mặt bàn của Nam Khánh, hội trưởng, thứ này. Lúc nhìn thấy lệnh bài, Nam Khánh lập tức tái mét mặt mày, như thể bị sét đánh trúng đầu, giọng ông ta run run, thứ này, ngươi lấy từ đâu ra? A Nguyệt đáp, Diệp công tử kia bảo ta mang tới. A Nguyệt còn chưa dứt lời thì đã nhìn thấy Nam Khánh biến mất khỏi chỗ đang đứng nhanh như chớp. Một lát sau, Nam Khánh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, không hề nói bất cứ lời lẽ dư thừa nào đã quỳ sụp xuống trước mặt giọng nói, Diệp thiếu gia, nói rồi, ông ta dập đầu cực mạnh, cho đến khi máu chảy cũng chưa ngừng lại. Diệp thiếu. Giờ phút này, Nam Khánh đã sợ hãi đến cực điểm. Diệp Huyên là ai? Hắn chính là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, hơn nữa, còn là bạn của Tần Quan. Là bạn. Cả vũ trụ chư thần, có biết bao người muốn làm bạn với Tần Quan. Nhưng mà, nhìn tổng quát cả vũ trụ chư thần, không một ai có thể trở thành bạn với Tần Quan. Quan trọng nhất là, vị trước mặt này là Diệp Thiếu. Thiếu chủ của Dương tộc đứng đầu chư thiên vạn giới. Người ngoài có thể không biết Dương tộc, nhưng ông ta biết, vì sao? Bởi vì năm đó khi họp Tần Quan từng nói đến, trong thiên hạ hiện tại, nói về thế lực, chỉ có Dương tộc có thể đe dọa đến Tiên Bảo Các. Đây còn với tiền đề là đã loại bỏ vị kiếm chủ kia, cũng chính là cha của Diệp Huyên. Nếu là tính cả cha của Diệp Huyên, Dương tộc chính là vô địch. Kiếm chủ áo xanh. Vị kiếm chủ áo xanh này lại là người thế nào? Người mà Tần Quan các chủ phải gọi là bác. Nghĩ vậy, Nam Khánh đã sợ hãi đến cực điểm, ông ta chưa bao giờ sợ hãi như thế, giờ phút này, ông ta muốn chết một cách thoải mái chút. Khi A Nguyệt ra ngoài nhìn thấy Nam Khánh dập mạnh đầu, nàng ta ngây cả người. Sao lại thế này? Phải biết rằng, địa vị của Nam Khánh tại vũ trụ chư thần vô cùng cao, cho dù là mấy thế lực lớn đứng đầu nhìn thấy ông ta, cũng là rất khách khí, bởi vì phía sau ông ta đại diện cho Tiên Bảo Các. Nhưng mà giờ phút này, Nam Khánh vậy mà dập đầu trước Diệp Huyên giống như một con chó. A Nguyệt đầu óc trống rỗng. Diệp Huyên mặt không chút biểu cảm, đổi chỗ khác nói chuyện đi. Nói xong, hắn đi hướng về phía xa. Phía sau, Nam Khánh không đứng dậy, mà cứ quỳ như vậy đi theo Diệp Huyên. Tại đây, mấy nhân viên Tiên Bảo Các ở xung quanh đều trợn mắt há mồm. Trong phòng, A Nguyệt đầu hơi cúi. Thân thể run rẩy, vô cùng căng thẳng. Diệp Huyên ngồi xuống, trước mặt hắn là Nam Khánh. Nam Khánh vẫn quỳ rạp trước mặt Diệp Huyên, trán đã dập đến biến hình. Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, đứng lên đi. Nam Khánh hơi do dự, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn khom người. Diệp Huyên nói thẳng, ta muốn gặp Tần Quan cô nương. Nam Khánh lập tức lấy ra một lệnh bài rồi bóp nát, rất nhanh, không gian trước mặt khẽ run lên, chỉ chốc lát. Tần Quan xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, Tần Quan lúc này đứng trong biển mây, ở phía sau nàng ta có một tòa đại điện màu vàng cực kỳ khổng lồ. Nhìn thấy Diệp Huyên, Tần Quan chớp chớp mắt, sau đó cười nói, Diệp công tử, đã lâu không gặp. Diệp Huyên gật đầu, cười nói, đúng là đã lâu không gặp. Tần Quan bỗng nhiên liếc nhìn cây bút bên hông Diệp Huyên, khi nhìn thấy cây bút này, nàng ta hơi ngẩn người, sau đó giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyên. Tần Quan mỉm cười, tìm ta có việc gì? Diệp Huyên gật đầu, có thể cho ta hai quyển thần đạo pháp điển của ngươi không? Ta rất có hứng thú với nó, nhưng mà ta không mua nổi. Tần Quan cười nói, được. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên rách ra, ngay sau đó, năm quyển thần đạo pháp điển xuất hiện ở trước mặt hắn. Năm quyển. Diệp Huyên lưỡng lự một lát. Sau đó nói, thừa rồi. Tần Quan mỉm cười, thừa thì ngươi cứ giữ lại. Dù sao ta giữ cũng không có ích gì, về phần bán lấy tiền, chỉ là tùy tiện bán thôi, dù sao, ta đã không còn hứng thú với tiền nữa. Diệp Huyên vẻ mặt cứng đờ, lập tức cười khổ. Có thể làm ra vẻ ở trước mặt Diệp Huyên hắn, ngoại trừ đại ca và cha ra, chỉ còn Tần Quan này. Hai vị ở đâu là dùng thực lực ra vẻ, mà vị trước mắt này là dùng tiền ra vẻ. Dù sao hắn đều không sánh bằng. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ,
sau đó nói, ta đã thành lập một thư viện. Tần quan có chút tò mò, thư viện. Diệp Huyên gật đầu, đặt tên là thư viện Quan Huyên, lấy tên của ta và cô đặt, cô không ngại chứ? Tần quan cười nói, không ngại. Diệp công tử, hôm nay gặp ngươi, phát hiện ngươi đã thay đổi có chút khác trước. Diệp Huyên cười nói, ta nghĩ muốn mở rộng thư viện, đến lúc đó, có lẽ sẽ cần cô giúp đỡ. Tần quan gật đầu, được. Diệp Huyên mỉm cười, theo ta được biết, cô cũng có mở một thư viện, cô không sợ ta cạnh tranh với cô sao? Tần quan lắc đầu, ta mở thư viện, không vì mưu lợi. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Tần quan chớp chớp mắt, còn có việc không? Nếu không có, vậy ta phải đi trộm. Không, ta phải đi khảo cổ đây. Diệp Huyên nhíu mày, khảo cổ. Tần quan gật đầu, đúng vậy. Ta đặc biệt hứng thú với một vài di tích lịch sử. Diệp công tử, hẹn ngày khác chúng ta nói chuyện tiếp, ta bận rồi. Chào. Nói xong, nàng ta vẫy vẫy tay, sau đó lập tức biến mất. Diệp Huyên. Một bên, Nam Khánh đang lạnh run. Quan hệ giữa Diệp công tử và Tần các chủ thật sự không bình thường. Bản thân chính là một tên ngốc. Nam Khánh hận không thể đánh chết chính mình. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Nam Khánh hội trưởng, ta muốn cách chức hội trưởng của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Nam Khánh vội vàng quỳ xuống, không có, không có. Diệp Huyên cười nói, quên đi, ta nói đùa đấy. Nam Khánh ngây người. Diệp Huyên nhìn thoáng qua A Nguyệt, sau đó cười nói, tiểu cô nương này không tồi. Nam Khánh vội vàng nói, từ giờ phút này trở đi, A Nguyệt chính là phó hội trưởng. Phó hội trưởng. Diệp Huyên mỉm cười, hắn đứng dậy vỗ nhẹ nhẹ lên Nam Khánh hội trưởng, đừng nên bắt nạt nàng ta nha. Hắn vẫn là không muốn để A Nguyệt làm hội trưởng luôn, nhìn ra được, nhà đầu kia căn cơ rất đơn giản, bỗng chốc trở thành hội trưởng, đối nàng mà nói, không phải là chuyện tốt. Nam Khánh đổ mồ hôi đầm đìa, không, không dám. Diệp Huyên cười nói, đừng căng thẳng như vậy, ta và cha ta không giống nhau. Cha ta thích giết người, ta không giống ông ấy, ta thích lấy đức thu phục người. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nam Khánh lập tức cúi lạy, cung tiễn Diệp Thiếu. Cung tiễn Diệp Thiếu. Sau khi Diệp Huyên đi một lúc lâu, Nam Khánh mới đứng lên, sau khi đứng lên, ông ta lại lập tức sụi lơ trên mặt đất, cả người giống như bị rút sạch khí vậy. Một bên, A Nguyệt hơi do dự, sau đó nói, hội trưởng. Diệp công tử hắn. Nam Khánh nhẹ giọng nói, là Diệp Thiếu. A Nguyệt có chút nghi hoặc, Diệp ít, thế lực như thế nào? Nam Khánh run giọng nói, Dương tộc. A Nguyệt nhíu mày, trầm tư một lát, nàng ta lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nam Khánh nhìn về phía A Nguyệt, tất cả thế lực ở vũ trụ chư thần cộng lại, ở trước mặt Dương tộc cũng chỉ là rác rưởi. A Nguyệt kinh ngạc, mạnh, mạnh như vậy. Nam Khánh lại nói, không. Ngay cả rác rưởi cũng không bằng. A Nguyệt. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Tiên Bảo Các, hắn ngồi xe ngựa trở về thư viện Quan Huyên. Mà Diệp Huyên không hề phát hiện, khi hắn rời đi, một cô gái Tiên Bảo Các đang theo dõi hắn, chính là cô gái đeo mạng che mặt múa dẫn đầu lúc trước. Lúc này, một thiếu nữ đi đến trước mặt cô gái, tiểu thư. Cô gái đeo mạng che mặt bình tĩnh, ta biết rồi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Trên xe ngựa, Diệp Huyên nửa nằm, ở trong tay hắn cầm một quyển sách cổ chính là Thần Đạo Pháp Điển. Không thể không nói, Diệp Huyên có hơi rung động. Thế nào là Thần Đạo Pháp Điển? Chính là thần thuật, đạo thuật, pháp thuật. Tương đương với thuật thần thông, chỉ là Thần Đạo Pháp Điển này ghi chép lại tất cả một cách tỉ mỉ, hơn nữa, còn phân loại. Thuật thần thông trong thiên hạ đều ở trong quyển Thần Đạo Pháp Điển này, đáng sợ nhất chính là, bên trong còn có một vài thần thuật, đạo thuật và pháp thuật do Tần Quan tự nghĩ ra. Như những gì cô gái thần bí đã nói, quyển Thần Đạo Pháp Điển này hoàn toàn đáng giá hơn 100 triệu trụ mạch. Diệp Huyên đột nhiên thấp giọng thở dài, thật đúng là một phú bà. Làm cho một thế hệ thứ hai như ta cũng muốn ăn bám theo. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, ở trước mặt hắn cách đó không xa có một cô gái mặc váy đen đeo mặt nạ màu bạc đứng đó.
cô gái kia chính là cô gái thần bí tâng bốc thần đạo pháp điển lúc trước. Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó nói, cô nương, có việc gì sao? Thần Lam nhìn Diệp Huyên, có thể nói chuyện không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, có thể. Nói xong, hắn ngồi dậy, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ngay sau đó, Diệp Huyên cảm nhận thấy một làn gió thơm kéo tới, ngay sau đó, Thần Lam ngồi xuống bên cạnh hắn. Thần Lam nhìn xuống sách cổ trong tay Diệp Huyên, khi nhìn thấy nội dung, đồng tử mắt nàng ta chợt co rụt lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp kia không hề che giấu vẻ khó có thể tin được. Diệp Huyên phát hiện Thần Lam khác thường, lập tức thu hồi thần đạo pháp điển, sau đó cười nói, cô nương có việc gì? Thần Lam nhìn Diệp Huyên, sao ngươi lại có quyển sách này? Diệp Huyên cười nói, ta xin. Thần Lam hỏi, Tần các chủ. Diệp Huyên gật đầu. Thần Lam hỏi lại, nàng ta cho. Diệp Huyên gật đầu. Thần Lam tiếp tục hỏi, ngươi và nàng ta là quan hệ gì? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, bạn bè. Bạn bè. Thần Lam im lặng một hồi, sau đó nói, vì sao ta hỏi, ngươi liền trả lời. Diệp Huyên cười nói, lòng ta ngay thẳng, không có gì không thể nói. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên nói, Diệp Huyên. Thần Lam híp mắt, đến từ đâu? Diệp Huyên cười nói, Thanh Thành. Thần Lam hỏi lại, đến vũ trụ chư thần làm gì? Diệp Huyên nói, vốn là đến kế thừa gia sản, hiện tại là đến mở thư viện. Thần Lam trầm lặng một lát, sau đó nói, thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên gật đầu. Thần Lam lại hỏi, thân phận của ngươi? Diệp Huyên mỉm cười, cô là muốn hỏi về người phía sau ta, đúng không? Thần Lam gật đầu. Diệp Huyên cười nói, cha ta là kiếm chủ áo xanh, người sáng lập Dương tộc, muội muội ta là Thiên Mệnh, bình thường ta gọi là muội ấy là Thanh Nhi, mạnh đến mức nào, chính muội ấy cũng không biết. Còn có một đại ca, đi khắp nơi mong bị đánh bại, hiện tại không biết đang rong chơi nơi nào. Nhưng nếu có người hô to trước vũ trụ vô tận, ta vô địch, huynh ấy có thể sẽ xuất hiện. Thần Lam nhìn Diệp Huyên, người nói đều là thật. Diệp Huyên cười nói, cô nghĩ sao? Thần Lam trầm lặng. Diệp Huyên khẽ cười nói, còn có gì muốn hỏi không? Thần Lam im lặng một lát, sau đó nói, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, chỉ cần ta muốn, ta có thể đạt đến bất kỳ cảnh giới nào. Thần Lam híp mắt lại. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Thần Lam, cười nói, không tin. Thần Lam im lặng. Diệp Huyên cười cười, sau đó nói, còn có gì muốn hỏi nữa? Thần Lam trầm lặng một lát, lại hỏi câu vừa rồi đã hỏi qua, vì sao ta hỏi, ngươi liền trả lời. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, nói ta muốn lập một thư viện. Thần Lam hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyên cười nói, chỉ có bậc chí thành trong thiên hạ, mới có thể sắp đặt những mối liên hệ lớn trong thiên hạ, thiết lập nền tảng lớn của thiên hạ, biết được sự dưỡng dục của thiên hạ. Cư xử thành tâm thành ý với mọi người. Bắt đầu từ người đảm nhiệm chức viện trưởng ta đây. Thần Lam im lặng một hồi, sau đó nói, từ đầu tới cuối không một câu nói thật, toàn là mấy lời hoa hòe hoa sói. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Chấm 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 chấm. Trên xe ngựa, Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, hắn vỗ nhẹ lên mặt mình, Diệp Huyên à Diệp Huyên, người không hợp làm người thật thà đâu. Phải nói là bản thân hắn cũng thấy cạn lời. Nói lời thật lòng không khó, khó ở chỗ hắn luôn nói thật nhưng người ta lại không tin. Lý nào là vậy? Một lúc sau, Diệp Huyên ngồi xe ngựa rời khỏi đó. Trên một đỉnh núi, Thần Lam đã rời khỏi trước đó đang nhìn theo chiếc xe ngựa của Diệp Huyên từ từ đi xa. Bên cạnh Thần Lam là một ông già đang đứng khom lưng với thái độ cung kính. Ông già đột nhiên lên tiếng, giới chủ. Thần Lam im lặng một lúc rồi nói, hễ là người của vân giới ta, nếu gặp học viên của thư viện Quan Huyên thì nhất định phải hành lễ chào, ai làm trái, chảm. Nàng ta nói xong thì bỏ đi. Ông già đứng lại đó im lặng một lúc lâu rồi mới rời khỏi. Trên xe ngựa, Diệp Huyên vẫn còn đang nghiên cứu quyển thần đạo pháp điển. Xe ngựa đi rất chậm.
nhưng hắn lại rất thích cảm giác đó. Trước đây nhịp điệu sống của hắn thật sự quá nhanh. Không ngừng giết địch, không ngừng đổi thế giới. Hắn đã chán ngán rồi. Bây giờ, hắn rất thích sống chậm như thế này, vì chậm thì hắn có thể thật sự tĩnh tâm, sau khi tĩnh tâm thì có thể suy ngẫm, từ đó có thể tìm ra thiếu sót của bản thân. Lúc này, một người áo đen bỗng xuất hiện trước xe ngựa của Diệp Huyên. Diệp Huyên bỏ quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn về người áo đen, nếu ta đoán không nhầm thì ngươi là người được Ngôn công tử của nhà họ Ngôn phái đến đúng không? Người áo đen nheo mắt, không nhiều lời mà lập tức biến mất khỏi chỗ đứng. Bù! Một cái bóng xông thẳng về phía Diệp Huyên. Cảnh giới luân hồi hành giả. Diệp Huyên bình tĩnh, lúc này, người áo đen đó bỗng bị một luồng sức mạnh đánh bay ra xa mấy vạn trượng. Cùng lúc đó, một ông già mặc áo trắng xuất hiện ở bên cạnh, cách Diệp Huyên không xa. Cảnh giới chi huyền. Người áo đen nhìn thấy ông già áo trắng thì mặt liền biến sắc, lập tức quay đầu và biến mất ở chân trời không một chút do dự. Diệp Huyên ngoảnh đầu nhìn về phía ông già áo trắng, mỉm cười. Ông già áo trắng bình thản, chắc công tử biết ai đã phái ta đến rồi nhỉ? Diệp Huyên gật đầu, yêu cô nương. Ông già áo trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên mỉm cười nói, thay ta cảm ơn nàng ấy. Ông già áo trắng nhìn Diệp Huyên, phu nhân muốn gặp Diệp công tử, ở cách đây không xa, mời công tử theo ta. Diệp Huyên gật đầu, ừm. Diệp Huyên đi theo ông già áo trắng lên trên một đỉnh núi, một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ở đó, bà ta có đôi nét giống tiên cổ yêu. Rõ ràng đó là mẹ của tiên cổ yêu. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp quay lại nhìn Diệp Huyên một lúc rồi nói, cũng là một nhân tài đấy. Diệp Huyên mỉm cười, nói, bá mẫu tìm ta có việc gì không? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta không muốn ngươi xưng hô với ta như thế, ngươi có thể gọi ta là tiền bối hoặc gì khác cũng được. Diệp Huyên mỉm cười, nói chuyện không hợp thì nói gì cũng thừa, cáo từ. Hắn nói xong thì quay đi. Người phụ nữ xinh đẹp bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, bà ta nhìn Diệp Huyên, lạnh lùng nói, thực lực không bằng ai mà tính khí cũng ngông cuồng lắm đấy. Diệp Huyên mỉm cười, nói, nếu như ta đoán không nhầm thì bà muốn ta tránh xa tiên cổ tiên cô nương đúng không? Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp thoáng vẻ ngạc nhiên, bà ta nói, ngươi thông minh hơn ta tưởng tượng, phải thừa nhận rằng ngươi thật sự là một người không tồi, không nói những thứ khác, chỉ xét về phong độ thôi cũng là hiếm có rồi. Ít ra thì không được mấy người trẻ tuổi có thể bì được với ngươi. Nhưng rất xin lỗi, ta vẫn không đánh giá cao ngươi, không phải ta xem thường ngươi mà là ta không đánh giá cao người đứng sau ngươi. Diệp Huyên chau mày, người đứng sau ta. Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu, tiên cổ tộc của ta là tộc lớn trong vũ trụ chư thần, kéo dài đã mấy trăm vạn năm, thực lực của bọn ta không phải thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được. Mà Yêu Nhi là người kế nhiệm tiếp theo của tiên cổ tộc ta. Người đàn ông do con bé chọn chẳng những phải ưu tú mà ra thế cũng phải ngang ngửa với tiên cổ tộc của ta. Nói thẳng ra là phải môn đăng hộ đối, người hiểu không? Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi nói, xin đính chính ta và yêu cô nương chỉ là bạn bè, tình cảm trong sáng. Thứ hai, mặc dù ta không ưa cha ta lắm nhưng phải thừa nhận rằng ông ấy là một người rất lợi hại. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn thẳng vào Diệp Huyên, cha ngươi tên gì? Diệp Huyên mỉm cười, nói, mọi người đều gọi ông ấy là kiếm chủ áo xanh. Người phụ nữ xinh đẹp lắc đầu, thật đáng tiếc, ta chưa từng nghe nói, rõ ràng ông ta chỉ là một người không tên tuổi. Diệp Huyên. Người phụ nữ xinh đẹp lại nói, theo ta được biết, Yêu Nhi mời ngươi ngày mai đến tham gia hôn lễ của Nguyên Nhi, ta thấy bây giờ ngươi về chắc sẽ rất bận, chắc mai sẽ không có thời gian đâu, đúng không? Diệp Huyên im lặng. Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười, ngươi là một người thông minh, chắc ngươi biết nên lựa chọn thế nào. Bà ta nói xong thì xòe bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó rời đi. Bên trong chiếc nhẫn chứa đổ là 30 vạn trụ mạch. Đối với người bình thường mà nói thì đấy là một khoản rất lớn. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa để trước mặt, im lặng một lúc rồi lắc đầu. Cười, ngoài Tần Quan ra thì không ai có thể dùng tiền sỉ nhục ta. Hắn nói xong rồi bỏ đi. Diệp Huyên ngồi xe ngựa, thong thả quay về thư viện quan huyện.
hắn vừa mới về thì Chi Hiền và Thanh Khâu đã chạy ra đón. Chi Hiền nhiệt tình mỉm cười, hỏi thiếu chủ, Diệp Huyên mỉm cười, nói, vào trong nói chuyện. Chi Hiền vội nói, được, được. Ông ta nói xong thì vội làm động tác mời. Diệp Huyên lắc đầu, mỉm cười, Chi Hiền cái gì cũng tốt, chỉ là quá khách sáo, hở một chút là hành lễ, hắn đã nói rất nhiều lần rồi mà vẫn vậy. Sau khi vào đại điện, Diệp Huyên xòe bàn tay, quyển thần đạo pháp điển từ từ bay đến trước mặt Chi Hiền. Chi Hiền nhìn thấy thần đạo pháp điển thì liền kích động khôn cùng, ông ta vội nhận lấy, sau đó cẩn thận mở ra xem. Một lúc sau, ông ta lại càng kích động hơn, cơ thể run run, sách quý, đây đúng là sách quý. Vị tần các chủ này đúng là kỳ nhân hiện thế. Diệp Huyên mỉm cười, nói, Hiền lão, ông cũng đâu có tu luyện, quyển sách này dường như không có ích gì với ông. Chi Hiền vội lắc đầu, mặc dù ta không tu luyện nhưng ta thích học và nghiên cứu. Kiến thức có trong quyển sách này quá đáng sợ, thiếu chủ, thật sự rất đáng sợ. Nếu có thể nghiên cứu hết thì đối với người tu luyện mà nói, thực lực sẽ được nâng cao đáng kể. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, vậy ông lấy đi nghiên cứu, sau đó giải nghĩa, ghi lại, cần phải chi tiết. Sau khi nghiên cứu xong thì đem cho ta xem trước. Còn nữa, tạm thời đừng truyền quyển sách này ra ngoài, nếu bây giờ mà truyền ra thì sẽ gây ra nhiều rắc rối cho chúng ta, vì vậy chỉ ba người chúng ta biết là được rồi. Chi Hiền liền gật đầu, hiểu, ta hiểu. Ông ta nói xong thì quay đầu bỏ đi ngay. Rõ ràng ông ta đang rất háo hức được nghiên cứu nó. Thanh Khâu bỗng nói, nếu sư phụ tu luyện thì nhất định sẽ là một người rất lợi hại. Diệp Huyên gật đầu. Chi Hiền quá tinh thông con đường tu luyện, nếu như tu luyện thì nhất định sẽ có thành tựu đáng nể. Đáng tiếc là hắn phát hiện Chi Hiền không hề có hứng thú với việc tu luyện. Một chút hứng thú cũng không có. Diệp Huyên cũng hết cách. Thanh Khâu bỗng nói, thiếu chủ ca ca, ta cũng có thể học quyển thần đạo pháp điển lúc nãy không? Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn nói xong thì liếc nhìn Thanh Khâu, muội tu luyện thế nào rồi? Thanh Khâu chớp mắt, tốt lắm. Diệp Huyên cười ha ha, tốt thì được rồi. Hắn nói xong thì quay đi. Đằng sau, Thanh Khâu liếc Diệp Huyên một cái, bĩu môi, giẫm nhẹ chân xuống đất, không thấy người ta đã là Tuế Nguyệt Tiên rồi sao? Đúng thật là. Trong phòng, Diệp Huyên lặng lẽ ngồi xuống. Tu luyện, bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới Chi Huyền, kiểu không còn dựa vào bút đại đạo nữa. Bây giờ Diệp Huyên đã càng lúc càng quen với cảnh giới này. Ngoài ra, hắn còn đang nghiên cứu Nhất Kiếm Trảm Hư Vô. Có thể nói tính đến hiện tại thì kiếm kỹ này là kiếm kỹ mạnh nhất của hắn. Mấy ngày gần đây, lúc hắn tĩnh tâm từ từ tu luyện thì hắn phát hiện mình thật sự có rất nhiều thu hoạch. Tục ngữ nói dục tốc bất đạt thật sự không sai. Nhiều lúc con người nóng vội thì tâm sẽ không tĩnh. Khoảng thời gian này, hắn không có kẻ địch, không ngày ngày đánh nhau, không hở một chút là đốt máu đốt hồn, nhưng tu vi và thực lực của hắn lại càng lúc càng mạnh. Ngoài ra, những kiếm kỹ khác của hắn cũng đang được tu luyện và nghiên cứu, bao gồm cả trảm quá khứ, trảm hiện tại cũng như trảm tương lai mà hắn đã ngộ ra trước đây. Đương nhiên hiện tại thì uy lực của ba kiếm này đã không đủ dùng nữa rồi. Dù gì thì bây giờ kẻ địch đã khác xa so với trước đây. Vì vậy, hắn bắt đầu thử nhập Nhất Kiếm Trảm Hư Vô vào ba kiếm đó và hắn phát hiện thật sự có thể, chỉ là phải tốn khá nhiều sức. Nhưng sau khi nhập lại thì uy lực của Nhất Kiếm Trảm Hư Vô càng mạnh hơn và quỷ dị hơn. Lúc hắn đang nghiên cứu mấy kiếm kỹ này thì chỉ có một mục tiêu, đó là có thể một kiếm chí mạng. Nói lung tung. Không được. Nếu có thể giải quyết bằng một kiếm thì việc gì phải nói lung tung. Thời gian tiếp đó Diệp Huyên dùng để tu luyện, hắn cũng không gấp, một lần không thành công thì hai lần, dù sao thì cũng cứ từ từ. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt đã đến ngày em trai của Tiên Cổ Yêu kết hôn. Đương nhiên Diệp Huyên cũng nhớ, hắn đã hứa với Tiên Cổ Yêu rồi. Làm người phải biết giữ lời. Về phần mẹ của Tiên Cổ Yêu. Đùa à, bà không tôn trọng ta sẽ tôn trọng bà sao? Diệp Huyên thu dọn rồi ra ngoài, Chi Hiền đang bận, Thanh Khâu đang tu luyện, vì vậy lần này hắn chỉ đi một mình. Lúc Diệp Huyên đi ra ngoài thì có gặp các học sinh của thư viện trên đường,
lúc họ nhìn thấy Diệp Huyên thì tất cả đều vội dừng lại, sau đó hành lễ với Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng chào lại. Đấy là quy tắc của Thư viện Quan Huyên, là quy tắc do hắn đặt ra, mọi người đều là người đi học nên đều phải bình đẳng. Đương nhiên vẫn phải có lớn nhỏ, dù gì thì thư viện cần phải có chế độ, nếu không thì sẽ loạn mất. Diệp Huyên ra khỏi thư viện, ngồi lên xe ngựa của mình rồi phách đốc, xe ngựa cứ thế thong thả đi về phía thành tiên cổ. Trên tay phải của Diệp Huyên có một cái túi vải nhỏ, bên trong có một quyển sách, đó là Thần Đạo Pháp Điển. Đó chính là quà mừng lần này hắn muốn tặng. Tiên cổ thành. Hôm nay là lễ thành hôn giữa tiên cổ nguyên của tiên cổ thành cùng tam tiểu thư huyền giới, vì vậy toàn thành trên dưới đều vui mừng náo nhiệt. Trên tường răng đầy đèn lồng đỏ thắm, tiếng pháo liên miên không dứt vang lên, sôi nổi tưng bừng. Tuy đã thoát khỏi thế tục nhưng hình thức và nghi lễ vẫn cần phải có. Bởi vì hôn sự giữa cả hai cũng đại diện cho mối liên minh giữa huyền giới và tiên cổ thành. Cũng bình thường thôi, nhất là với những thế lực lớn, hôn nhân chính trị là thứ thường gặp nhất. Phủ tiên cổ. Cả phủ răng đèn kết hoa, tưng bừng náo nhiệt. Trước cổng là một người thanh niên và một cô gái đang đón khách. Thanh niên chính là công tử phủ tiên cổ nguyên, còn cô gái chính là tam tiểu thư huyền giới Lý Tuyết. Họ đứng bên nhau, tạo thành một đôi trai tài gái sắc. Từ cổng đi vào là hai lối đi dẫn vào bên trong phủ, đều có ý nghĩa sâu xa. Một lối cho người thường tức khách khứa bình thường đi, lối còn lại dành cho những vị khách đến từ các thế lực cao cấp. Những người này chắc chắn sẽ mang theo lễ vật hậu hĩnh đến dự hôn lễ, tất cả đều sẽ được sướng tên để tôn trọng thể diện cho họ. Vẫn là câu nói cũ, tuy đã thoát khỏi thế tục nhưng vẫn khó tránh khỏi một số lễ nghi của thế tục. Đã vậy, thế lực càng lớn mạnh thì càng trọng thể diện hơn cả người thường. Đại trưởng lão Khâu Giới đến. Theo tiếng hô to vang rền, một ông lão trong bộ áo bào xa hoa đi đến. Người này chính là đại trưởng lão Khâu Giới. Tương đương với nhân vật đứng thứ hai của nơi này. Sở dĩ người đứng đầu không đến là vì chủ nhân kế nhiệm của tiên cổ giới là tiên cổ yêu, người thứ hai đến đã là rất tôn trọng rồi. Thấy vị đại trưởng lão này đến, tiên cổ nguyên hơi thi lễ, minh thúc. Đối phương mỉm cười, chúc mừng ngươi, tiểu tử. Ông ta vươn tay, để một chiếc hộp nhỏ bay đến trước mặt một ông lão đang đứng ở một bên. Người này mở hộp ra nhìn, đoạn kích động hô lên, lễ vật từ Khâu Giới, một tiên khí thánh phẩm, trị giá 3 triệu trụ mạch. Tiên khí thánh phẩm, trị giá 3 triệu trụ mạch. Những lời này khiến toàn phủ sôi trào. 3 triệu trụ mạch, nhiều đó có ít không? Chắc chắn là không rồi. Ngay cả với một gia tộc lớn như tiên cổ, 3 triệu trụ mạch đã là tương đối lớn, còn với người tu luyện bình thường thì là con số cả đời cũng không kiếm được. Tiên cổ nguyên nghe ông lão đón khách nói vậy thì phấn khởi ra mặt, lập tức cúi người hành lễ, đa tạ minh thúc. Đại trưởng lão Khâu Giới chỉ mỉm cười rồi đi vào trong. 3 triệu. Tiên cổ nguyên tuét miệng cười đến tận mang tai. Cha hắn ta đã nói tiền mừng cưới lần này sẽ về tay hắn hết, hay nói cách khác là với mối hôn sự này, hắn đã giàu to. Trưởng lão tiếp khách kia lại cao giọng hô, đại trưởng lão Sơn Giới đến. Lễ vật, một tiên khí thánh phẩm, trị giá 3 triệu trụ mạch. Lại là 3 triệu trụ mạch. Những người đứng vây xem gần đó lập tức tỏ vẻ ghen tị. Đúng là đầu thai cũng phải có kỹ năng. Chỉ thu tiền mừng cưới thôi mà phát tài rồi. Đại trưởng lão Vân Giới đến. Lễ vật, một tiên khí thánh phẩm, trị giá 3 triệu trụ mạch. Thiếu chủ Lâm Tiêu của Vạn Cổ Thành đến. Lễ vật, một tiên khí thánh phẩm, trị giá 3 triệu trụ mạch. Giới chủ Lý Lan của Vân Giới đến. Lý Lan. Cái tên này khiến mọi người bất ngờ. Không phải chính là cha của Lý Tuyết đây sao? Dưới mọi tầm mắt, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước đến trước tiên cổ nguyên và Lý Tuyết. Thanh niên thi lễ đầy cung kính, nhạc phụ đại nhân. Lý Lan khẽ gật đầu, đối xử với con gái ta cho tốt, đừng phụ lòng nó. Sau đó vươn tay để một chiếc nhẫn bay đến chỗ ông lão kia. Ông ta nhìn thoáng qua thì kích động vô cùng, cao giọng hô lên, lễ vật từ Vân Giới, 5 tiên khí thánh phẩm, trị giá 15 triệu trụ mạch. Thêm 10 triệu trụ mạch. 25 triệu trụ mạch. Bốn phía sôi lên sùng sục.
Đây chính là của hồi môn của nhà gái. Tiên cổ nguyên nghe thấy của hồi môn như vậy thì kích động không thôi, vội hành lễ thật sâu, đa tạ nhạc phụ. Lý Lan gật đầu, cười hỏi Lý Tuyết, con có thích không? Lý Tuyết chỉ khẽ gật đầu đầy lạnh nhạt. Lý Lan thở dài trong lòng, ông ta biết con gái mình không thích tiên cổ nguyên, nhưng đã không còn cách nào khác, phân giới cần phải liên hôn cùng tiên cổ thành. Chuyện cưới hỏi giữa các gia tộc lớn ở nơi này là vô cùng bình thường, vì vậy tuy biết con mình không thích tiên cổ nguyên nhưng ông ta vẫn quyết định gả con cho hắn ta. Lợi ích của gia tộc là trên hết. Lý Lan thở dài nhìn Lý Tuyết rồi xoay người đi vào trong. Thân hình Lý Tuyết khẽ run lên, sắc mặt trở nên ảm đạm. Nàng ta lặng lẽ cúi đầu, hiển nhiên đã cam chịu số phận. Số người tụ tập trước phủ tiên cổ ngày càng nhiều, không khí cũng ngày càng náo nhiệt. Tiên cổ nguyên nhìn khắp bốn phía, thì thầm, sao ngôn tộc còn chưa đến? Sở dĩ hắn ta mong chờ đến vậy là vì ngôn tộc là gia tộc kinh thương lớn, dầu nứt đố đổ vách. Và lại có ai chẳng biết ngôn biên nguyệt đang theo đuổi tiên cổ yêu, hôm nay tiên cổ nguyên thành hôn, ngôn biên nguyệt chắc chắn phải tặng lễ cực lớn. Hắn ta vừa dứt lời, đã thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến. Không phải xe của ngôn tộc, mà là của Diệp Huyên. Để tỏ ý tôn trọng, Diệp Huyên đã xuống xe từ khi còn cách mười mấy trượng, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy. Hắn vẫn ăn vận đơn giản như thường ngày, trường bào trắng bên trong, trường sam xanh khoác ngoài, bên hông dắt một cây bút không có vỏ, bước chân chậm rãi ung dung, toát ra vài phần nho nhã. Nhưng trong mắt nhiều người khác thì lại quá tầm thường, đặc biệt là chiếc xe ngựa kia. Đó là cái gì thế? Diệp Huyên không để ý đến ánh mắt họ mà đi đến, mỉm cười với Tiên Cổ Nguyên và Lý Tuyết chúc mừng hai vị. Sau đó đưa túi vải trong tay cho Tiên Cổ Nguyên, quà nhỏ, lòng thành lớn. Tiên Cổ Nguyên không nhận, chỉ nhìn hắn với vẻ kỳ quặc. Hắn ta biết về người này thông qua tỷ tỷ mình. Một người chưa bao giờ dành thái độ hòa nhã với đàn ông, nhưng lại đối xử với Diệp Huyên một cách khác biệt. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Diệp Huyên, nói Tiên Cổ Nguyên không thất vọng là giả. Phải là vô cùng thất vọng mới đúng. Người này quá mức thô sơ đơn điệu, từ xe ngựa đến cây bút sắt bên hông kia. Thứ vớ vẩn gì thế này? Không mua thêm cái vỏ bút được à? Còn lễ vật kia? Tiên Cổ Nguyên liếc nhìn một cái. Thấy đó chỉ là một cái túi vải tầm thường nhất, thì bên trong có thể chứa thứ tốt gì chứ? Chao ôi! Hắn ta thở dài trong lòng, thầm nhủ tỷ tỷ cũng có ngày mở mắt. Đúng lúc này, trưởng lão tiếp khách hô lên, thiếu chủ Ngôn Biên Nguyệt của Thiên Ngôn Thành đến. Ngôn Biên Nguyệt! Người thanh niên đang chậm rãi đi đến từ nơi xa chính là y. Diệp Huyên liếc nhìn một cái, môi nhếch lên, biết rõ đây hiển nhiên không phải trùng hợp. Trên đời làm gì có lắm chuyện trùng hợp đến vậy. Thằng đều này đương nhiên là đang muốn khoe mẽ trước mặt hắn mà thôi. Ngôn Biên Nguyệt thoáng nhìn túi vải Diệp Huyên đang cầm, cười lên, đừng nói lễ vật của Diệp công tử là một quyển sách chứ. Ồ, ngươi đừng để trong lòng nhé, ta không có ý hạ bệ ngươi, chỉ tò mò mà thôi. Diệp Huyên mỉm cười gật đầu, chính xác. Ha ha! Ngôn Biên Nguyệt phá ra cười không chút kiêng dè. Sắc mặt những người vây quanh cũng trở nên kỳ lạ. Sách! Cái này mà cũng tặng được ư? Sắc mặt Tiên Cổ Nguyên lạnh đi, tên này đang trắng trợn vũ nhục hắn ta. Ngôn Biên Nguyệt vươn tay, để một chiếc nhẫn bay về phía trưởng lão tiếp khách. Ông ta nhìn vào, thoáng ngẩn ra rồi kích động hô lên, lễ vật từ Thiên Ngôn Thành, 10 triệu trụ mạch. Tặng hẳn 10 triệu. Những người khác sửng sốt. Chỉ là tiền lễ thôi mà bằng cả sính lễ của Lý gia. Quả nhiên không hổ là Ngôn gia. Dầu nứt đố đổ vách. Bọn họ vừa hâm mộ lại ghen tị. Tiên Cổ Nguyên kích động khẽ thi lễ, đa tạ Ngôn huynh. Ngôn Biên Nguyệt cười, hai ta là huynh đệ tốt với nhau, cần gì cảm tạ. Ta vào trước đây, sau này có dịp lại trò chuyện. Y còn cố tình liếc xéo Diệp Huyên rồi mới chịu đi. Trước đó y không xuất hiện là đang đợi tên này. Sao y có thể bỏ qua một cơ hội để khoe khoang cho được? Mà y đã thành công. Ha ha ha. Ngôn Biên Nguyệt không kiềm được một tràng cười sảng khoái. Ngôn Biên Nguyệt đi rồi, nụ cười trên mặt Tiên Cổ Nguyên tắt dần. Diệp Huyên chớp mắt,
hỏi, có phải Nguyên huynh chê quà của ta tầm thường quá? Tiên cổ Nguyên bình tĩnh đáp, tất nhiên là không. Diệp Huyên cười cười, đang muốn thu tay về thì Lý Tuyết đã nhận lấy túi vải, xin đa tạ Diệp công tử. Thấy hắn nhìn sang, nàng ta thi lễ, ai đến cũng là khách, không phân cao quý sang hèn, mời Diệp công tử vào trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 205.